chương 2740, đoạt bảo. Khẳng định có bảo vật xuất thế, không thể đợi, động tính này A Đại, nói không chừng có tu sĩ khác chú ý tới, chúng ta nhất định phải lập tức động thủ, trì hoãn thời gian dài, càng phiền phức. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, bọn hắn vốn là nghĩ phục kích tinh hỏa tộc, thế nhưng là động tính này A Đại khẳng định hội hấp dẫn tu sĩ khác tới, nhất định phải muốn tốt chiến tốt thắng. Thời gian trì hoãn quá dài, coi như bọn hắn có thể diệt đi tinh hỏa tộc, cũng sẽ lọt vào tu sĩ khác công kích, phải không đợi thêm một chút hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra vương mô phi có phần do dự hắn lo lắng là cái bẫy hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy cơ hội mất đi là không trở lại trì hoãn càng lâu càng phiền phức có thể là cổ tu sĩ động phủ lại hoặc là bảo vật xuất thế vương xuyên minh kiên chỉ ý mình lúc nên xuất thủ tự xuất thủ xuyên minh nói có đạo lý động thủ đi vương kính phong biểu thị đồng ý Trương Ngọc Vân cũng đồng ý Vương Xuyên Minh cách nhìn, lúc không thể chờ. Gặp tình hình này, Vương Mộ Phi không tiếp tục do so dự, đáp ứng. Bốn người nhao nhao hướng về hố to bay đi, tốc độ rất nhanh. Địa hạ động quật bên trong, động quật phá vỡ một cái động lớn, màn ánh sáng màu vàng biến mất không thấy, mặt đất nằm hai tên tinh hỏa tộc thi thể, Diễm Phong cũng ở bên trong. Diễm Phong trên đầu có một cái kinh khủng huyết động, hai mắt trừng đại đại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Kim Diệp sắc mặt tái nhợt, Diễm Phong phá mất cấm chế, bất quá cũng chúng mai phục, hư thiên nhất tộc vị trưởng lão kia cũng không phải trọng thương mà chết, mà là nhục thân hủy hoại nghiêm trọng, nguyên thần bám vào bảo vật thượng diện, chuẩn bị đoạt xá bài trừ cấm chế nhân. Diễm Phong bị đối phương đoạt xá, công kích tộc nhân, chém giết một tên tộc nhân, cũng bị Kim Diệp giết chết. Một cái đơn sơ trong thạch thất, trên vách đá treo một bức họa, dưới bức họa là một cái kim sắc chữ vật vòng tay. Kim Diệp một tay một chảo, kim sắc chữ vật vòng tay hướng nàng bay tới, thần thức quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, thần tình kích động. Có người tới, xúc động kỳ cảnh trận, váy đỏ phụ nhân trao mày, nhắc nhở, vừa dứt lời, bọn hắn chỗ động quật đung đưa kịch liệt, chia năm xẻ bảy, đất đá bay tứ tung. Hơn ngàn đạo vàng mịt mờ đao khí từ trên trời giáng xuống, kim diệp năm người bên ngoài thân linh quang đại phóng, đúng lúc này, một đạo vang dội tiếng kèn vang lên. Kim diệp bốn người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vô pháp vận dụng pháp lực một viên kim sắc ngọc phù từ trên thân kim diệp bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bảo vệ nàng toàn thân. Dày đặc kim sắc đao khí lần lượt bổ vào màn ánh sáng màu vàng thượng diệt, truyền ra một trận trầm đục, màn ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng lắc lư. Đồng bạn của nàng liền không có vận tốt như vậy, dày đặc kim sắc đao khí đánh vào bốn tên tinh hỏa tộc hộ thể linh quang thượng diệt, truyền ra một trận trầm đục. Suy suy tiếng xé gió lên phía sau, trên ngàn chi ngân sắc mũi tên vạch phá thương khung, lần lượt đánh vào bọn hắn hộ thể linh quang thượng diện, bọn hắn hộ thể linh quang như cùng giấy một loại nghiền nát ra. Hai tiếng thê thảm nam tử khiếu thanh vang lên, hai tên nam tử bị ngân sắc mũi tên ghim thành si tử, hai cái mini Nguyên Anh vừa mới ly thể, ngân sắc mũi tên hóa thành từng cái ngân sao trùng, nhào về phía mini Nguyên Anh. Hai cái mini Nguyên Anh bị dày đặc ngân sao trùng che mất, triệt để biến mất khỏi thế gian. Cách đó không xa mặt đất hiện ra một đoàn xích sắc hỏa quang, hiện ra một tên sắc mặt có chút tái nhợt váy đỏ phụ nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một tên dáng người mập lùn hắc bào lão giả đứng tại cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt. Chấn linh giác, món bảo vật này thế mà rơi vào ngươi trên tay. Không muốn thi triển thần thông hoặc là bảo vật, dùng phù triện hoặc là duy nhất một lần bảo vật đối phó bọn hắn. Kim Diệp ánh mắt âm trầm, vương xuyên minh căn bản không cùng với nàng nói nhảm, pháp quyết vừa bấm, một đầu phi ưng khôi lỗi hai cánh khẽ vỗ, nhào về phía Kim Diệp. Phi ưng khôi lỗi cánh hung hăng một cái, dày đặc màu xanh phong nhận bắn ra, thẳng đến kim diệp mà đi. Vương kính phong pháp quyết thúc dục mười mấy vạn con ngân sao trùng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái ngân quang lấp lóe phi kiếm, chém về phía kim diệp. Một tiếng vang dội tiếng long ngâm vang lên, một cái màu xanh dao long miệng phun màu xanh gió lốc, thẳng đến kim diệp mà đi. Vương mô phi pháp quyết vừa bấm, một đầu màu đen cử hùng khôi lỗi đại bước hướng về váy đỏ phụ nhân mà đi, một đầu màu xanh hải âu khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, mục tiêu chính là váy đỏ phụ nhân váy đỏ phụ nhân cùng hắc bào lão giả phân biệt tế ra một chương hồng quang lấp lóe phù triện cùng một khỏa hắc sắc viên châu thẳng đến vương xuyên minh bốn người mà đi hồng sắc phù triện sáng lên trướng mắt hồng quang từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên một đầu quanh thân bọc lấy liệt diếm hồng sắc phượng hoàng thẳng đến bọn hắn mà đến hồng sắc phượng hoàng còn không có cận thân tản ra nhiệt độ cao nhường thảm thực vật bốc lên một trận khói đen tiếp đó tự đốt hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra trương ngọc phân vội vàng tế ra một cái lam sắc tiểu tán phiêu phù ở đỉnh đầu lam sắc tiểu tán nhẹ nhàng nhất chuyển, thả ra một mảnh lam sắc hào quang, bao hắn lại nhóm bốn người vương xuyên minh huy động kim sắc trường đao, một đạo vàng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái hình thể to lớn kim sắc giao long, kim sắc giao long đón lấy hồng sắc phượng hoàng. Pháp lực hóa hình Hồng sắc phượng hoàng là lục giai phù triển chỗ hóa, uy lực tự nhiên không phải bình thường. Hồng sắc phượng hoàng cùng kim sắc giao long chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, cuộn cuộn liệt diễm che mất kim sắc giao long, kim sắc giao long phát ra một tiếng thê thảm giống lên một tiếng, thân thể hóa thành điểm điểm kim quang tán loạn không thấy. Toàn bộ hố to biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, ánh lửa mút trời. Hồng sắc phượng hoàng đâm vào lam sắc hào quang thượng diện, trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một cái cự đại xích sắc mây hình nấm, bao phủ lại toàn bộ hố to. Hố to nội thảm thực vật nhao nhao hóa thành cho bụi, thạch bích bị đốt thành xích hồng sắc, đại lượng toái thạch theo trên vách đá lăn xuống đến, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hắc quang lóe lên, một quả hắc quang lấp lóe viên châu xuất hiện tại xích sắc mây hình nấm trên không, hắc sắc viên châu bên ngoài có vô số hắc sắc điện cung nhảy lên, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Thái âm lôi châu, duy nhất một lần bảo vật, thu thập thiên lôi cùng nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành. Thái âm lôi châu tách ra chướng mắt hắc sắc lôi quang, bao phủ lại phương viên trăm dặm, hố to trực tiếp chia năm xẻ bảy, khí lãng như nước thủy triều. Kim Diệp tay lấy ra kim quang lấp lóe phủ triện, cổ tay rung lên, kim sắc phù triển tách ra chướng mắt kim quang, vô số đạo mảnh khảnh kim quang bắn ra, chớ nhập hắc sắc lôi quang bên trong, truyền ra hai tiếng thê thảm nam tử tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn còn nghĩ khu xử thủ đoạn khác, nhưng vào lúc này, một tiếng vang dội tiếng kèn vang lên. Kim Diệp ba người pháp lực trì trệ, một cái màu xanh dao long cùng một chi ngân sắc trường mâu theo hắc sắc lôi quang bên trong bay ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Cùng lúc đó, một cỗ vàng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, như cùng một cái bồn dũng dòng sông màu vàng óng, phóng tới kim diệp. Màu xanh dao long cự chảo đập vào váy đỏ phụ nhân hộ thể linh quang thượng diệt, truyền ra một đạo trầm đục, linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, ngân sắc trường mâu đánh tới, hộ thể linh quang nghiền nát, ngân sắc trường mâu xuyên thủng váy đỏ phụ nhân đầu. Dây đặc kim sắc đao khí đánh vào kim diệp bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng lên, màn ánh sáng màu vàng lắc lư không ngừng, linh quang có chút ảm đạm. Chương 2741, linh giới cao giai tộc nhân, vương trường sinh hợp thể sơ kỳ uông như yên luyện hư hậu kỳ vương thanh sơn luyện hư trung kỳ vương thanh thành luyện hư trung kỳ vương mạnh bân luyện hư trung kỳ vương thanh bạch vương thanh phong đồng tuyết ly vương anh kiệt liễu hồng tuyết bạch ngọc kỳ tôn nguyệt kiều vương tông lãng vương tông vân vương tông khuyết vương công hổ vương quý diệp vương lương yến vương viễn vi vương nhất nhị vương kiêu vương sâm vương hướng vinh vương lập hà vương lập hách vương khánh long Vương Ngưu Sâm đều là luyện hư sơ kỳ, Uông thì Minh là Uông gia. Huyền Dương giới chủ yếu phân vi bảy khối khu vực, trước mắt xuất hiện Huyền Linh Đại Lục, Thanh Ly Hải Vực, Huyền Quang Đại Lục, Bắc Hàn Băng Nguyên, Thiên Dương Sa Hải, cùng Huyền Dương giới song song giao diện có rất nhiều, trăm vạn mà tính, tiền giới chỉ có một cái, tiên giới lấy tiên vực phân chia, có rất nhiều cái tiên vực. Trường 2742, giết địch 1.000 tự tổn 800. hắc bào lão giả trên không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu kim quang lấp lóe chuông lớn lăng không hiển hiện, chụp vào Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả đang muốn tránh đi, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, vang vọng đất trời. Hắn cảm giác đau đầu muốn nứt, không thể tự chủ. Nhân cơ hội này, kim sắc chuông lớn chụp xuống, đem Hắc Bào lão giả chụp tại mặt đất. Kim sắc chuông lớn nhẹ nhàng lắc lư, truyền ra phanh phanh trầm đục, xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Đang 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 du dương tiếng chuông vang lên, mặt đất chia năm xẻ bảy, xuất hiện một đạo khe nứt hư không chấn động vạn vẹo đất đá băng liệt ầm ầm tiếng vang kim sắc chuông lớn nổ bể ra đến một đoàn chói mắt hắc sắc linh quang phóng lên tận trời khí lãng cuồn cuộn lúc này bao lại vương xuyên minh bốn người linh quang tán đi vương mô phi nằm trên mặt đất thân thể có dày đặc lỗ máu bị lợi khí ghim thành si tử vương xuyên minh cùng vương kính phong đứng chung một chỗ một cái màu lam nhạt viên bát phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn một đạo lam sắc quang mạc bao lại hai người bọn họ vương kính phong cánh tay trái không cánh mà bay sắc mặt tái nhợt đối phương nhận ra trấn linh giác trực tiếp vận dụng lục giai phù triện cùng duy nhất một lần bảo vật công kích bọn hắn vương mô phi nhục thân bị hủy nguyên anh ly thể bị vương xuyên minh thu lại nhờ có gia tộc ban cho lục giai phòng ngự phù triện bằng không bọn hắn bốn người chỉ sợ đều chết rồi vương kính phong cũng bị trọng thương trương ngọc vân thi triển phụ linh thuật cùng linh thú hợp làm một thể diệt sát hắc bào lão giả hiện tại chỉ còn lại kim diệp Màu xanh dao long mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thanh mông mông thanh quang, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Phanh một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm xuống. Thanh phong giao đánh tới, lấy ngũ giai dao long cường đại nhục thân, hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng khó thương, liền xem như lục giai phù triệt, cũng vô pháp một kích diệt sát ngũ giai dao long. Trương Ngọc Vân vừa rồi cùng thanh phong giao hợp làm một thể, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Chỉ cần phá mất kim diệp phòng ngự, lại thêm vương xuyên minh phối hợp, Kim Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Màu xanh dao long cự chảo đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra phanh một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng lồi lõm xuống dưới. Một chi ngân sắc trường mâu đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng lấp lóe không ngừng, linh quang càng phát ảm đạm, như ẩn như hiện. Một đạo kim mông mông cự nhận cuốn tới, bổ vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Kim sắc cự nhận như cùng đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm dạ, màn ánh sáng màu vàng xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách vỡ vụn ra thanh phong giao cự trảo chụp về phía kim diệp chỉ cần bị nó vỗ chúng kim diệp hẳn phải chết không nghi ngờ một trận vang dội tiếng kèn vang lên kim diệp vô pháp vận dụng pháp lực thanh phong giao cự trảo vỗ chúng kim diệp đầu kim diệp đầu bùng nổ hồng bạch chi vật vẩy ra vương xuyên minh nhướng mày dựa theo bọn hắn đã biết tình báo kim diệp là diếm cơ phân thân hợp thể tu sĩ phân thân dễ dàng như vậy diệt sát Kim Diệp thi thể hóa thành một quả xích hồng sắc viên châu, giang rắc một tiếng vang trầm, hồng sắc viên châu bên ngoài xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, chia năm xẻ bảy. Thế kiếp bảo vật, Vương Xuyên Minh sắc mặt siết chặt, Vương Xuyên Minh sau lưng sáng lên một vệt kim quang, một đoàn kim sắc hỏa diễm lăng không hiển hiện, hỏa quang phóng đại, hiện ra Kim Diệp thân ảnh. Kim Diệp hạnh hé miệng, một ngọn lửa màu vàng bay ra, hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa điều, tản mát ra dọa người nhiệt độ cao, đánh vào lam sắc quang mạc thượng diện. Làm sắc quang mạc linh quang trong nháy mắt ảm đạm đi, bốc lên một làn khói xanh, như đồng khí phao đồng dạng vỡ vụn ra. Mau tránh ra, vương kính phong đứng tại vương xuyên minh đằng sau, bản năng đem vương xuyên minh hướng phía trước đẩy đi, đồng thời bên ngoài thân linh quang đại phóng. Kim sắc hỏa điều đâm vào vương kính phong trên thân, một tiếng hét thảm, vương kính phong thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành cho bụi, nguyên anh đều không thể chạy ra. Vương xuyên minh còn không có đứng vững, kim sắc hỏa điều đánh tới, Hắn đang muốn thôi động chấn linh giác. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng mông mông đại thủ lăng không hiển hiện, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao như rơi hỏa sơn. Vương Xuyên Minh cảm giác hít thở đều biến khó khăn, thân hình rút lui, còn là chậm một nhịp, chấn linh giác bị bàn tay lớn màu đỏ đánh bay ra ngoài, Vương Xuyên Minh cánh tay cũng bị liệt diễm che mất. Hắn bên ngoài thân kim quang đại phóng, lúc này mới dập tắt ngọn lửa trên người. Kim sắc hỏa điều đâm vào chấn linh giác trên thân, chấn linh giác mềm hóa chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan linh quang ảm đạm xuống một trận cuồng phong bao phủ mà qua một cái màu xanh dao long bỗng nhiên xuất hiện tại kim diệp đỉnh đầu cho ta phu quân đền mạng màu xanh dao long miệng nói tiếng người ngữ khí băng lãnh màu xanh dao long bên ngoài thân thanh quang đại phóng bao lại kim diệp to lớn móng vuốt chụp về phía kim diệp kim diệp bên ngoài thân hiện lên ra vô số phù văn màu vàng một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng lăng không hiển hiện màu xanh dao long cự chảo đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diệt, truyền ra một tiếng vang trầm. Một đoàn kim sắc ánh lửa sáng lên, một đầu kim sắc hỏa điều lăng không hiển hiện, đâm vào màu xanh dao long trên thân. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, kim sắc hỏa diễm che mất màu xanh dao long gần phân nửa thân thể, hỏa thế không ngừng lan tràn. Kim Diệp dựng thẳng lên một ngón tay, ngón tay tách ra chướng mắt kim quang, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp xuyên thủng màu xanh dao long thân thể màu xanh giao long thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Màu xanh giao long thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một đoàn chói mắt thanh quang, bao phủ lại phương viên trăm dặm. Vương Xuyên Minh huy động kim sắc trường đao, một cái trẻ dọc, hơn ngàn đạo kim mông mông đao khí bao phủ mà ra, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một đạo kim mông mông kình thiên đao quang, chui vào thanh quang bên trong, tay phải hắn dương lên, một đạo hắc quang bắn ra, theo sát phía sau. Kim Diệp bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng ảm đạm, như ẩn như hiện, kình thiên đao quang kích xạ mà đến, kim sắc hỏa điểu nghinh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc hỏa điểu cùng kình thiên đao quang chạm vào nhau, kình thiên đao quang run rẩy lên, cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy. Kim diệp sau lưng sáng lên một đạo ngũ sắc linh quang, hiện ra một đầu ngũ thải thần lằn, ngũ thải thần lằn phun ra một cỗ ngũ sắc độc hỏa, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, ngọn lửa năm màu rơi vào kim diệp trên thân, kim diệp hét thảm một tiếng một viên hắc sắc phi châm bay vụt mà đến, xuất hiện tại Kim Diệp trước mặt. Kim Diệp quá sợ hãi, đang muốn tránh đi, nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Kim Diệp đau đầu muốn nứt, hắc sắc phi châm xuyên thủng nàng đầu. Một tiếng hét thảm, Kim Diệp thân thể mềm nhún ngã xuống mặt đất, một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể, tự bị ngũ thải thần lằn nuốt lấy. Kim Diệp vừa chết, Kim sắc hỏa điều phiêu phù ở giữa không chung, không nhúc nhích. Vương Xuyên Minh thở phào nhẹ nhóm, vì giết chết Kim Diệp, chấn linh giác báo hỏng, vương kính phong cùng trương ngọc vân chiến tử, vương mô phi nhục thân bị hủy, tổn thất nặng nề. Hắn tế ra một cái kim quang lấp lé bình ngọc, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại kim sắc hỏa điểu, đem nó cuốn vào bình ngọc không thấy. Hắn vội vàng lục soát đi trên đất tài vật, đốt rụi thi thể, nhập lòng đất, rời đi nơi đây. Non nửa khắc sau, ba tên huyền thanh phái đệ tử chạy tới nơi này, nhìn thấy một mảnh hỗn độn mặt đất, bọn hắn thất vọng, còn là tới chậm một bước chương 2743, phất nhanh, huyền linh động thiên bên ngoài, nhất tọa dốc đứng cao phong. Diễm cơ chờ mấy chục danh tinh hỏa tộc đứng tại đỉnh núi, diễm cơ sắc mặt xanh xám. Phân thân của nàng bị giết, phải biết, vì lần này đoạt bảo, nàng thế nhưng là cấp phân thân chuẩn bị rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có thế kiếp bảo vật, phân thân thế mà chết tại huyền linh động thiên. Vì này sự, nàng chuẩn bị rất nhiều năm, nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, nàng tự nhiên không cam tâm. Sự đã thành định cục, lại thế nào khổ sở cũng vô dụng. Diễm trưởng lão, diễm phong bọn hắn bản mệnh hồn bài vỡ vụn. Kim hỏa nhíu mày nói, tiến nhập huyền linh động thiên tinh hỏa tộc đều đem bản mệnh hồn bài ở lại bên ngoài, một khi bọn hắn thân tử đạo tiêu, bọn hắn hội trước tiên biết. Còn có bao nhiêu nhân bản mệnh hồn bài không có vỡ nứt? Diễm cơ mặt âm trầm hỏi, bốn người, kim hỏa thận trọng nói, diễm cơ khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Huyền quang thành bên trong, nhất tỏa khí thế to lớn cung điện, Vương Trường Sinh chờ hơn 20 vị hợp thể tu sĩ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nội dung bao quát phản tượng. Hư thiên nhất tộc không gian thần thông chính xác lợi hại, theo chúng ta tu sĩ nhân tộc đấu pháp, chúng ta rất khó chiếm thượng phong, còn tốt hư thiên nhất tộc đã bị diệt. Tả Anh cảm thán nói, Nam Cung Quang gật gật đầu, Thương Hải tăng điền, lúc trước huyền linh đại lục có hơn 10 thực lực cường đại tộc đàn, đến bây giờ chỉ có mũ cái, bất quá về sau có thể là 6 cái, cũng có thể là là tứ cái. Nam cung Đạo Hữu là muốn nói Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc đi. Nghe nói hai tộc vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên mà sát không ít. Lâm Hữu Hân vừa cười vừa nói, hai chủng tộc này đấu càng lợi hại, đối với nhân tộc càng có lợi. Đúng vậy a, à, Kim Lân nhất tộc cũng không nghĩ ra, Ngân Sa nhất tộc sẽ xuất hiện đại thừa tu sĩ, thần thông còn không nhỏ, hảo tại Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc chủ yếu tại Hải vực hoạt động, nói đến, muốn trách thì trách Kim Lân nhất tộc áp bách qua Ngân Sa nhất tộc nếu như hai tộc liên thủ đối với chúng ta nhân tộc tới nói không là chuyện gì tốt tả anh rất là tán thành hư bọn hắn không phải là không muốn liên thủ là lâm sư bá thực lực cường đại lần trước tinh hỏa tộc đại thừa tu sĩ đến chúng ta huyền thanh phái quấy rối, bị lâm sư bá đả thương lâm sâm mặt mũi tràn đầy tự hào hắn lấy ra một mặt màu xanh pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết trao mày vương trường sinh xoay tay phải lại một phần nghiền nát tinh thể xuất hiện trên tay Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân bản mệnh hồn bài nhìn nát, nói rõ bọn hắn thân tử đạo tiêu. Trên người bọn họ đều có lục giai phù triện, ngũ giai khôi lỗi thú, Trương Ngọc Vân còn có ngũ giai giao long, này cũng không là đối thủ. Coi như đụng phải lục giai yêu thú, thoát thân tổng không có vấn đề đi. Chẳng nhẽ bọn hắn gặp được nhiều con lục giai yêu thú? Còn là tao ngộ cường địch, Vương Trường Sinh không đoán ra được, chỉ có thể lẳng lặng chờ chờ. Huyền Linh động thiên, một cái bí ẩn địa hạ động quật động quật ẩm ướt âm u có thể nghe được tích thủy tiếng một gian đơn sơ thạch thất thạch thất có rõ ràng nhân vì mở vết tích trên vách đá hiện ra một trận hoàng quang vương xuyên minh ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt đất tán lạc đại lượng đồ vật nó bên trong có một viên kim sắc chữ vật vòng tay tinh hỏa tộc trên người đồ tốt không ít chỉ là tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa tự có 18 thanh nhiều hắn tại kim diệp trên thi thể tìm được một viên kim sắc chữ vật vòng tay chữ vật vòng tay không gian so chữ vật giới lớn hơn cho dù là hợp thể tu sĩ, đều không nhất định có thể có được chữ vật vòng tay, số ít hợp thể tu sĩ mới có thể có được chữ vật vòng tay. Vương Xuyên Minh tại chữ vật vòng tay trong tìm được ba kiện trung phẩm thông thiên linh bảo bốn kiện, theo thứ tự là phá thiên trùy, càn kim trảm yêu đao cùng ngũ lôi kích, ngọc giản mấy trăm miếng, ngọc giản ghi lại là công pháp bí thuật, chủng loại phồn đa, bất quá không có một môn công pháp cùng không gian thần thông có quan. Có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ công pháp có 28 môn, có thể tu luyện tới hợp thể sơ kỳ công pháp có 76 môn, có 2 môn công pháp có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, theo thứ tự là Tố Nữ Thiên Âm cùng Huyễn Kiếm Bảo Điển, dựa theo Ngọc Giản chỗ thuật, này hai môn công pháp được từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường. Tố Nữ Thiên Âm là âm tu công pháp, Huyễn Kiếm Bảo Điển là kiếm đạo công pháp, huynh hướng nguyễn thuật. Cực phẩm linh thạch hơn 300 khối, một nhóm thất giai vật liệu luyện khí. Này còn không phải quý giá nhất, chân quý nhất là một tờ Thiên Hư Ngọc thư. Vương Xuyên Minh không có cách nào giải khai cấm chế, vô pháp xem xét nội dung, chỉ bằng những vật này, tuyệt đối là một cái công lớn. Ngoại trừ kim sắc chữ vật phòng tay đồ vật bên trong, còn có hạ phẩm thông thiên linh bảo 62 kiện, linh thạch hơn 300 triệu, linh dược hơn 300 gốc, vạn năm linh dược tụ có 28 gốc. Một đêm trật dầu, linh thạch, bảo vật cùng vật liệu coi như xong, công pháp và thiên hư ngọc thư mới là vật chân quý nhất. Đạt được những vật này, Vương Xuyên Minh không có ý định đi mạo hiểm, Chờ đợi Huyền Linh động thiên quan bế là được rồi. Theo Ngọc Giản nội dung đến xem, kim sắc chữ vật vòng tay chủ nhân nên xuất từ Hư Thiên nhất tộc, rất có thể là trông coi Hư Thiên nhất tộc tàng kinh các trưởng lão, nếu không trên thân không hội mang theo này a nhiều công pháp biển tịch. Kỳ quái là, không có Hư Thiên nhất tộc chấn tộc công pháp, khả năng hủy đi, cũng có thể là giấu ở địa phương khác, lại hoặc là bị tinh hỏa tộc đạt được. Một cái sơn cốc hẹp dài, mặt đất nâng lên hai cái đống đất, hai đạo nhếch nhác thân ảnh theo lòng đất chui ra chính là Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ. Vương Viễn Giang sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng có mấy đạo kinh khủng vết máu, Long Ngọc Phỉ hôn mê bất tỉnh, bờ môi phát hắc, bên ngoài thân máu me đầm đìa. Bọn hắn đụng phải lục giai yêu thú, bằng vào lục giai phù triện trốn qua nhất kiếp, bất quá Long Ngọc Phỉ chúng rồi kỳ độc, hôn mê bất tỉnh, cần tìm địa phương chữa thương mới được. Vương Viễn Giang ôm Long Ngọc Phỉ hướng về nơi xa chạy đi, một canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái bí ẩn trong sơn động. Vương Viễn Giang lấy ra một quả màu xanh nhạt dược hoàn, nhét vào long ngọc phỉ miệng trong, đi trong miệng nàng đổ vào một phần linh tuyển chi thủy, nhường nàng ăn vào đan dược. Hắn lấy ra một cái màu xanh bình xứ, đổ ra một phần màu xanh bột phấn, vẩy trên người long ngọc phỉ trên vết thương. Vương Viễn Giang làm xong những này, ăn vào đan dược chữa thương, cấp long ngọc phỉ hộ pháp. Một cái dưới đất động quật, một tên da vàng nam tử trung niên cùng một tên lam da lam váy phụ nhân đang nói cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi huyền linh động thiên quan bế, đem nguyên tử chi thạch mang đi ra ngoài là được. Nam tử trung niên trầm giọng nói, thân sắc hưng phấn. Hy vọng có thể đem nguyên tử chi thạch an toàn đưa về tộc nội, diễm cơ kia quan không tốt qua, chúng ta cẩn thận một chút, cũng có thể nhiều giao ra một phần linh dược. Làm váy phụ nhân đề nghị, hư, mỗi cách một đoạn thời gian, tinh hỏa tộc tự chỉ huy chúng ta linh tộc cùng chủng tộc khác khai chiến, không phải liền là sợ chúng ta linh tộc lớn mạnh a à. Tiến xuất huyền linh động thiên, còn phải bị tinh hỏa tộc bóc lột, chờ chúng ta có đại thừa tu sĩ, tuyệt đối sẽ không đối với tinh hỏa tộc khách khí. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ mơ ước. Linh tộc có đại thừa tu sĩ, cũng không cần nhìn tinh hỏa tộc sắc mặt, có thể cùng tinh hỏa tộc bình khởi bình tọa, nhưng qua nhiều năm như vậy, linh tộc đều không thể có tộc nhân tiến vào đại thừa kỳ. Chương 2744, rời đi Huyền Linh Động Thiên. Huyền Quang Thành, tòa nào đó đại điện. Vương Trường Sinh chờ hơn 20 vị hợp thể tu sĩ còn tại nói chuyện phiếm, huyền linh động thiên không sai biệt lắm phải đóng lại. Nghe nói linh tộc thúc đẩy sinh trưởng tộc nhân cần dùng đến thần huyết, thần huyết đến tột cùng là cái gì? Tống Vân Long tò mò hỏi, khó được có cơ hội cùng cái khác hợp thể tu sĩ thỉnh giáo, hắn đương nhiên sẽ không buông tha một cơ hội này. Linh tộc có một gốc huyết nguyệt tiên thụ, nghe nói tới tự tiên giới, mỗi qua vạn năm, gốc dễ chảy ra liền sẽ chảy ra một chủng chất lỏng màu đỏ như máu, linh tộc xưng là thần huyết, bồi dưỡng tộc nhân, nhỏ vào một giọt thần huyết, xác suất thành công hội đề cao không ít, bất quá chỉ có số ít linh tộc đãi ngộ này, nghe nói dùng thần huyết bồi dưỡng ra được tộc nhân càng thêm lợi hại. Lâm Sâm giải thích nói, huyết nguyệt tiên thụ, tới từ tiên giới, vương trường sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nói là nói như vậy, ai biết thật giả, bị giới hạn lịch duyệt cùng kiến thức, có nhiều thứ nhận không ra rất bình thường, nhận không ra, xưng là tiên thụ cũng không kỳ quái, nhớ ký Ngọc Hư Thiên Thư lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, có hợp thể tu sĩ dùng để ngăn cản đại thiên kiếp, thiên hư ngọc thư không tổn mảy may, tưởng lầm là huyền thiên chi bảo đây. Kỳ thực chính là tờ kia thiên hư ngọc thư cần lôi điện chi lực mới có thể phá mất cấm chế, có thể hấp thu lôi điện chi lực. Nam Cung Quang không cho là đúng nói, bọn hắn kiến thức quyết định bởi tại tông môn gia tộc tàng thư cùng cá nhân lịch duyệt, huyền dương giới rất lớn, có một chút vật ly kỳ cổ quái, bọn hắn cũng không biết. Bởi vậy, tu sĩ cấp cao tham gia tụ hội hoặc là khánh điển cũng là khoáng đạt tầm mắt, mở mang tầm mắt cơ hội thật tốt. Như thế, từ xưa đến nay, có không ít đại thừa tu sĩ lưu lại đạo trường, bất quá huyền linh thiên tôn danh khí quá lớn, một phần đại thừa tu sĩ đạo trường bị tưởng lầm là huyền linh thiên tôn đạo trường. Tả anh rất là tán thành, đã đến giờ, chúng ta khởi động tiếp dẫn, tiếp dẫn tiểu gia hỏa đi ra đi. Kim đỉnh chân quân trầm giọng nói, bọn hắn nhao nhao bấm niệm pháp quyết, đi pháp trận trên các đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận lập tức đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên vô số huyền ảo trận văn. Lên, kim đỉnh chân quân quát khẽ một tiếng, tiếp dẫn trận linh quang đại phóng, một đạo thô to cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời mà đi. Linh quang tán đi, truyền tống trận trên nhiều hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn phần lớn có thương tích trong người, vương xuyên minh cùng vương viễn giang cũng ở bên trong. Vương viễn giang ôm long ngọc phỉ, long ngọc phỉ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Long thiên hằng nhìn thấy hôn mê bất tỉnh long ngọc phỉ, trao mày, nháy mắt, hai tên long ra tử đệ bước nhanh tới, theo vương viễn giang trong ngực tiếp nhận long ngọc phỉ. Long tiên tử chúng rồi kỳ độc, ta đã đút nàng ăn vào giải độc đan dược, bất quá nàng còn là hôn mê bất tỉnh. Vương viễn giang giải thích nói, đa tạ, vương tiểu hữu long thiên hằng gật gật đầu, Nhưng nhân xem xét long ngọc phỉ tình huống. Vương xuyên minh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, vương trường sinh cho mày, nhẹ gật đầu. Vương xuyên minh cùng vương viễn giang đứng ở vương trường sinh sau lưng, không nói một lời. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có tu sĩ truyền tống xuất đến, phần lớn có thương tích trong người. Làm một nhóm hóa thần tu sĩ truyền tống lúc đi ra, vương trường sinh nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm một tên mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn thanh niên áo lam. Này nhân vừa xuất hiện, vệ hồn kim thiền có phần dị thường, trước đó, vệ hồn kim thiền rất bình thường. Chẳng lẽ nói này nhân đạt được thần hồn loại vật liệu? Không bài trừ khả năng này, lần trước tại thanh ly hải vực, vệ hồn kim thiền cảnh báo, Vương Trường Sinh lúc này mới nhặt được tiện nghi, đạt được Ngọc Hồn Tinh. "Lão tổ tông, này nhân gọi Lý Tông Hải, là Lý gia gia chủ Lý Nguyệt Đường hậu nhân, tu luyện thủy hệ công pháp." Vương Viễn Giang truyền âm nói, hắn là Vương gia chấp pháp trưởng lão, đối với tại các thế lực lớn tinh anh tử đệ đều có sự hiểu biết nhất định, đây là hắn bản chức công tác. "Lý Tông Hải." Vương Trường Sinh nhớ kỹ cái tên này, nhẹ gật đầu. "357 người tiến nhập Huyền Linh động thiên, cuối cùng có 72 người sống tiếp được." có phần tu sĩ đã mất đi nhục thân, có phần tu sĩ bản thân bị trọng thương, hồn mê bất tỉnh. Trương Ngọc Vân cùng Vương Kính Phong chiến tử, Vương Mô Phi nhục thân bị hủy. Trấn Hải cung phái ra 52 danh hóa thần tu sĩ, có 34 người còn sống xuất đến, tống ra phái ba tên hóa thần tiến nhập Huyền Linh động thiên, chỉ có hai người sống sót. Lâm Hữu Hân cùng Tống Vân Long trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, không biết đạo thu hoạch như thế nào. Huyền Linh động thiên quan bế, lần sau mở ra là hơn 3000 năm phía sau, lão phu còn có việc tại thân, đi trước một bước. Lâm sâm tế ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, chờ môn nhân đệ tử rời đi. Chúng tu sĩ hoặc tế ra bảo vật, hoặc thả ra linh thú linh cầm, mang theo môn nhân tử đệ rời đi. Vương Trường Sinh, Tống Vân Long cùng Lâm Hữu Hân trở lại chỗ ở, Vương Xuyên Minh, Vương Viễn Giang, Tống Vân Hải cùng Tống Tử Du xuất ra đoạt được linh dược. Trấn Hải cung danh ngạch không là cho không, đoạt được linh dược muốn lên giao một phần hai, này đã rất tốt, Vương Trường Sinh lúc trước đều không thể lưu lại một phần hai. Ngoại trừ linh dược, những vật khác có thể lưu lại, bao quát chìa khóa, có hợp thể tu sĩ đãi ngộ là không giống. Tốt, ta muốn rời khỏi huyền quang thành trở về phiêu vân đảo, các người tự tiện đi. Lâm Hữu Hân mang theo môn nhân đệ tử rời đi huyền quang thành. Vương Trường Sinh cùng Tống Vân Long mang theo riêng phần mình tộc nhân, cũng rời đi huyền quang thành. Nhất tọa dốc đứng cao phong, diễm cơ chờ mấy chục danh tinh hỏa tộc đứng tại đỉnh núi, ba tên linh tộc xuất ra đoạt được linh dược, giao cho Diễm Cơ, Diễm Cơ lấy đi bảy thành, linh tộc lưu lại ba thành, chìa khóa cũng thu về, đến nỗi khoáng thạch loại hình đồ vật, nhưng linh tộc giữ lại, không có xem xét bọn hắn chữ vật giới, đây là quy củ cũ. Linh tộc cao thủ không ít, Diễm Cơ trả hy vọng linh tộc vì tinh hỏa tộc bán mạng, không có quá phận. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Diễm Cơ tế ra một chiếc hồng quang lấp lóe phi chu, chở bọn hắn rời đi nơi đây. Thanh Liên Đảo, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới bay vào thanh liên đảo lạc trên bầu trời thanh liên phong màu xanh độn quang thu vào lộ ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu vương trường sinh trở nhân đứng tại màu xanh phi chu thượng diện ngoại trừ xuyên minh cùng viễn giang những người khác đi về nghỉ ngơi đi vương trường sinh phân phó nói là lão tổ tông tộc nhân khác ai về nhà nấy màu xanh phi chu rơi vào nhất tọa trong tiểu viện lão tổ tông đều là tôn nhi không tốt nếu là ta cùng xuyên minh bọn hắn tụ hợp, cũng không sẽ làm thành dạng này. Vương Viễn Giang mặt mũi tràn đầy tự trách, hắn chỉ biết là Vương Xuyên Minh bốn người phục sát tinh hỏa tộc, tổn thất nặng nề, cũng không biết Vương Xuyên Minh được cái gì. Việc này không trách ngươi, Huyền Linh động thiên như thế đại, ngươi không là cố ý không cùng tộc nhân tụ hợp, trở về hảo hảo chữa thương, gia tộc sẽ cho ngươi một bút tu tiên tài nguyên, hy vọng ngươi có thể tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh an ủi vài câu, nhưng Vương Viễn Giang lui xuống. Ngươi làm rất không tệ, liên quan tới thiên hư ngọc thư tồn tại, không được tiết lộ ra ngoài. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ở trên đường trở về, Vương Xuyên Minh liền đem chuyện đã xảy ra với hắn nói riêng một lần, cũng đem đồ vật giao cho Vương Trường Sinh. Đương nhiên, Vương Xuyên Minh lưu lại một phần tài vật, ba kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, thất giai vật liệu, chữ vật vòng tay, thiên hư ngọc thư cùng công pháp điển tịch đều lên giao, những này là vật chân quý nhất. Chương 2745, Vạn Hải Tiên Kinh hắn lưu lại những vật kia vương trường sinh trướng mắt vương trường sinh cũng không có hỏi tới nước quá trong ắt không có cá ở trong mắt vương trường sinh thiên hư ngọc thư là quý giá nhất thứ yếu là công pháp ba kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một đoàn ngũ giai linh diễm vương xuyên minh không có độc tài đại công không có vương kính phong cùng trương ngọc vân nỗ lực hắn cũng vô pháp diệt sát kim diệp vương mô phi công lao cũng không nhỏ bất quá nhục thân bị hủy muốn tìm một bộ thân thể thích hợp gia tộc có cửu diệp huyết liên hạt sen có thể dùng hạt sen vì hắn tái tạo nhục thân, dạng này so phổ thông nhục thân càng tốt hơn. Lão Tổ Tông, Kính Phong cùng Ngọc Vân bọn hắn thân tử đạo tiêu, bọn hắn mới là lớn nhất không thần. Vương Xuyên Minh Thành khẩn nói, ta sẽ để cho Mô Sơn chiếu cố thật tốt hậu nhân của bọn họ, người làm được rất không tệ. Vương Trường Sinh Tán Dương, đáng tiếc chấn linh giác, Vương Xuyên Minh có chút tiếc nuối nói, có mất tất có được, cùng Thiên Hư Ngọc Thư so ra, Trấn linh giác hủy tự hủy đi, không có gì, người đi về nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhưng Vương Xuyên Minh lui xuống. Vương Xuyên Minh đã được không ít công pháp, thủy thuộc tính công pháp có 25 môn, nó bên trong hai môn công pháp có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, theo thứ tự là Tứ Hải Chân Kinh cùng Kinh Đào Hải Lãng Bảo Điển. Tứ Hải Đoán Linh Công cũng có, có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ, công pháp không hoàn toàn. Hai môn có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ công pháp tố nữ thiên âm cùng huyến kiếm bảo điển tố nữ thiên âm, lão uông như yên hiện tại tu luyện công pháp, có đến tiếp sau công pháp, Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ không dùng vì công pháp phát sầu. Huyễn kiếm bảo điển là kiếm tu công pháp, huyễn thuật cùng kiếm pháp kết hợp, Vương Trường Sinh tại kiếm đạo không có thiên phú gì. Hắn gọi tới Vương Mô Sơn, nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, nhưng hắn đem công pháp đưa đi tàng kinh các, quy ra thiện công, dựa theo công lao phân cho Vương Xuyên Minh bốn người. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc, đưa cho Vương Mô Sơn, nói ra, đây là Mô Phi Nguyên Anh, phái nhân lợi dụng cử diệp huyết liên hạt sen vì hắn tái tạo nhục thân, cung cấp tài nguyên, trợ hắn tiến vào luyện hư kỳ, theo kính phong cùng Ngọc Vân hậu nhân chọn lựa ra 5 người, trọng điểm bồi dưỡng, tận khả năng bồi dưỡng thành luyện hư tu sĩ. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn đáp ứng, thu hồi hộp ngọc cùng một viên màu xanh chữ vật giới, quay người rời đi. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, lóe lên ánh bạc, trên tay nhiều hơn một thanh ngân quang lấp lóe chủy nhỏ, bên ngoài khắc lấy tinh mỹ đường vân, linh quang lấp lóe không ngừng phá thiên trùy, trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể phá vỡ không gian. Thanh ly hải vực chuyến đi, bọn hắn bị vu tộc lợi dụng không gian bảo vật vây ở không gian bên trong, may mắn liệt không thú hỗ trợ, bọn hắn mới có thể thoát khốn, có cái này phá thiên trùy, gặp lại loại tình huống này, vương trường sinh thoát thân hội nhẹ nhõm một phần. Càn kim chảm yêu đao cũng thích hợp hắn sử dụng, hắn không là thuần túy đao tu, có thể giao cho vương thanh phong sử dụng, đến nỗi ngũ lôi kích, giao cho vương mạnh bân sử dụng tương đối tốt vương mạnh bân ngoại xuất du lịch chưa về chờ hắn trở về lại cho hắn lấy vương mạnh bân luyện hư trung kỳ tu vi có cái này trung phẩm thông thiên linh bảo ngũ lôi kích khẳng định như hổ thêm cánh chữ vật vòng tay trong còn có hai khối không tang thạch đây là pháp tướng vật liệu đoán chừng là hư thiên nhất tộc dùng tới cô đọng pháp tướng vật liệu còn có một nhóm thất giai vật liệu luyện khí vương trường sinh lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc bình xứ đánh vào một đạo pháp quyết một vệt kim quang bay ra rõ ràng là một đầu kim sắc hỏa điều Dựa theo vương xuyên minh chỗ thuật, đây là kim diệp lưu lại linh diễm. Này đoàn linh diễm trực tiếp diệt sát phương kính phong, đã thương nặng thi triển phụ linh thuật trương ngọc phân. Cái này hiển nhiên không là ngũ dai linh diễm, tự động hóa hình, đây cũng là thất giai linh diễm, nói đúng ra là thất giai linh diễm một bộ phận, đối phó hóa thần tu sĩ dư xài. Lưu ly băng diễm là lục dai linh diễm, vương trường sinh có thể phân ra vài phần chi nhất, giao cho tiểu bối luyện hóa, xem như đòn sát thủ, bất quá dạng này hội suy yếu lưu ly băng diếm uy lực. Nhìn tới diễm cơ vì đạt được hư thiên nhất tộc đồ vật, bỏ hết cả tiền vốn, đáng tiếc cuối cùng vì Vương Trường Sinh làm áo cưới. Trong tay hắn kim sắc bình ngọc tách ra chướng mắt kim quang, phun ra một cỗ kim sắc hào quang bao lại kim sắc hỏa điểu, đem nó cuốn về trong bình ngọc. Vương Trường Sinh xuất ra Thiên Hư Ngọc Thư, hướng về cách đó không xa gác lửng đi đến. Hắn đi vào một gian mật thất, thử nghiệm phá tan cấm chế, thu hoạch nội dung bên trong. Thánh Linh Sơn mạch liên miên mấy ức dặm, linh khí tràn đầy kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tại đây là linh tộc hang ổ. Thánh Linh Sơn là linh tộc cấm địa, chỉ có một số nhỏ trưởng lão mới có thể tiến nhập. Thánh Linh Sơn đỉnh chóp là nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, mái cong đấu cùng, gạch xanh ngói lưu ly. Li. Bảng hiệu bên trên viết Thánh Linh Điện ba chữ to, linh quang lấp lóe. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, hai bên trái phải các có một bức bích họa. Một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả ngồi ở chủ vị lên, Thanh bào lão giả bên ngoài thân có một chút màu xanh linh văn, giữ lại dâu cá chê, ánh mắt ngưng trọng. Linh tộc tộc trưởng Mộc Du, hợp thể hậu kỳ, một tên dáng người khôi ngô kim bào lão giả cùng một tên dáng người gầy yếu lam váy phụ nhân đứng ở một bên, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Thiên hữu ta linh tộc, lập tức mở ra hóa linh đại trận, vận dụng thần huyết, nhất định phải đem nguyên từ chi thạch chuyển hóa làm một tên tộc nhân, này nói không chừng là chúng ta linh tộc quật khởi cơ hội. Mộc Du phân phó nói, ngữ khí trầm trọng là tộc trưởng hai người đáp ứng này sự không được truyền ra ngoài đây là bản tộc cơ mật tối cao một du phân phó nói tinh hỏa tộc vì tốt hơn khống chế linh tộc nhất trực kích động linh tộc nội bộ mâu thuẫn một phần linh tộc huynh hướng tinh hỏa tộc thâm thuộc tinh hỏa tộc coi trọng kim bào lão giả cùng lam váy phụ nhân đáp ứng bọn hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề thanh liên đảo thanh liên phong một gian mật thất vương trường sinh cùng vương thanh sơn đứng tại trong mật thất một tờ linh quang lấp lóe thiên hư ngọc thư phiêu phù ở giữa không trung trên vách đá khắc rõ vô số huyền ảo phù văn thanh sơn không dùng lưu thủ ta đã tăng cường cấm chế cứ việc ra tay đi vương trường sinh phân phó nói hắn theo huyền linh động thiên trở về hơn một năm thử rất nhiều loại biện pháp phát hiện kiếm khi đối với thiên hư ngọc thư có dùng đành phải cấp vương thanh sơn truyền âm vương thanh sơn gật gật đầu tay áo lắc một cái chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra nhanh chóng xoay tròn cuồng phong gào thét tại từng đợt trói tai tiếng kiếm reo bên trong, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, lần lượt kích phía trên thiên hư ngọc thư, như cùng bùn nhập đại hải, bị thiên hư ngọc thư đều hấp thu. Thời gian từng giờ trôi qua, thiên hư ngọc thư tách ra chướng mắt linh quang. Vương Thanh Sơn sắc mặt rất nhanh tái nhiệt hạ xuống, khu sử chín kiện trung phẩm thông thiên linh bảo quá cố hết sức, hắn vội vàng ăn vào một khỏa kim ngọc hồi nguyên đan. Hơn nửa canh giờ phía sau, Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm tách ra chướng mắt thanh quang, các có một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm khí bao phủ mà xuất, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, lần lượt kích phía trên thiên hư ngọc thư. Thiên hư ngọc thư linh quang phóng đại, đại lượng ký tự bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra hồi ảnh thủy tinh, ghi chép lại nội dung. Vạn Hải Tiên Kinh, Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, tiên giới công pháp. Chương 2746, lĩnh hội Vạn Hải Tiên Kinh. Dựa theo Thiên Hư Ngọc thư ghi lại, Vạn Hải Tiên Kinh tổng cộng có 33 tầng, trang này Thiên Hư Ngọc Thư chỉ ghi lại trước 29 tầng phương pháp tu luyện, có thể tu luyện tới Kim Tiên Trung Kỳ. Vạn Hải Tiên Kinh bổ sung nhiều môn cường đại bí thuật, tu luyện tới Đại Thành, có thể khống chế Vạn Hải chi lực đối địch. Nghe danh tự liền biết bộ công pháp này không tầm thường, đáng tiếc Thiên Hư Ngọc Thư không có nói là người phương nào sáng tạo. Nghe nói tinh hỏa tộc bằng vào một tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại bí thuật, vạn năm bên trong quật khởi, Vương Trường Sinh nói không chừng có thể bằng vào vạn hải tiên kinh dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng. Hắn vốn đang tính toán tiếp tục tu luyện tứ hải đoán linh công tu luyện tới hợp thể trung kỳ lại đi tìm đến tiếp sau công pháp, hoặc là cùng Tây Môn ra giao hoán, thực sự không được đổi tu tứ hải chân kinh cùng kinh đào hải lãng bảo điển. Có vạn hải tiên kinh, hắn trực tiếp đổi tu vạn hải tiên kinh là được, không dùng bị quản chế tại nhân. Vì lấy được trang này thiên hư ngọc thư, vương kính phong cùng trương ngọc phân chiến tử, vương mô phi nhục thân bị hủy, còn là Vương Thanh Sơn hỗ trợ, mới giải khai Thiên Hư Ngọc Thư cấm chế. Không có tộc nhân hỗ trợ, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào lấy được bộ công pháp này, đây cũng là gia tộc tồn tại ý nghĩa, giúp đỡ cho nhau, tộc nhân giúp Vương Trường Sinh thu thập tu tiên tài nguyên, Vương Trường Sinh trưởng thành che chở tộc nhân, khai cương khoách thổ, vì tộc nhân cung cấp tốt hơn hoàn cảnh, tu tiên tông môn cũng giống vậy. Như quả Vương Trường Sinh là độc hành hiệp, coi như lấy được trang này Thiên Hư Ngọc Thư, cũng rất khó giải khai cấm chế. Vạn Hải Tiên Kinh chúc mừng cửu thúc, Vương Thanh Sơn cười chúc mừng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái kim sắc bình ngọc, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra, này đoàn linh diễm là từ thất giai linh diễm tách ra, xuyên minh từ huyền linh động thiên bên trong mang ra, người thu cất đi. Luyện hóa về sau, người thanh liên nghiệp hỏa nên lợi hại hơn. Đa tạ cửu thúc, Vương Thanh Sơn vui vô cùng, nhận kim sắc bình ngọc. Đúng rồi, xuyên minh mang ra đi ra một bản kiếm tu công pháp huyến kiếm bảo điển có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, người có thể đi tàng kinh thắc nhìn xem. Vương Trường Sinh nghĩ lên cái gì, dặn dò. Huyễn kiếm bảo điển, khuynh hướng huyễn thuật, Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn chưa bao giờ tu luyện qua huyễn thuật, nhắc lên huyễn thuật, trong óc của hắn không khỏi hiện ra Bạch Linh Nhi bóng hình xinh đẹp. Đến Huyền Dương giới lâu như vậy, hắn tiếp xúc không ít tu sĩ, thông thảo huyễn thuật tu sĩ cấp cao ít càng thêm ít. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ừm, um, bất kể nói thế nào, cái này tộc nội tốt nhất kiếm đạo công pháp, người đi. Có lẽ có ít thần thông có thể tham khảo. Nguyễn Kiếm bảo Điển bổ sung thần thông bí thuật không ít, bất quá khuyên hướng Nguyễn Thuật, Vương Thanh Sơn là Kiếm Tu nói không chừng có khả năng tham khảo một chút thần thông. Vương Thanh Sơn đồng ý, quay người rời đi. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, thu hồi Thiên Hư Ngọc Thư, lấy ra một viên chống không ngọc giản, đem Vạn Hải Tiên Kinh tu luyện khẩu quyết ghi lại ở trong ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn nhiều lần cải tu công pháp, lần này đổi tu Vạn Hải Tiên Kinh, độ khó lớn nhất, muốn tu luyện bộ công pháp này, lĩnh hội liền muốn tiêu xài không ít thời gian. Tàng kinh các, Vương Thanh Sơn trên tay cầm lấy một viên màu xanh nhạt ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Vương Xuyên Lân đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Huyễn kiếm bảo điển thần thông không nhỏ, phần lớn cùng huyễn thuật có quan hệ, không nắm giữ huyễn thuật, khó mà tu luyện huyễn kiếm bảo điển. Vương Thanh Sơn đối huyễn thuật không cảm thấy hứng thú, không có ý định cải tu công pháp. Xuyên Lân, huyền dương giới có thiên hồ nhất tộc, hoặc là cùng hồ ly có liên quan chủng tộc. Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Nghe nói huyền quang đại lục có cái thanh hồ nhất tộc, chỉ một cái tiểu tộc, thông thạo huyễn thuật. Vương Xuyên Lân thành thật trả lời, gia tộc thu thập đi lên điển tịch, hắn đều sẽ qua một chút, nhớ kỹ tàng kinh các trọng yếu điển tịch nội dung, tương đương với nhất tọa di động tàng kinh các. Vương Xuyên Lân trên thân trùng hạ cấm chế, chủ yếu là phòng ngừa địch nhân dò xét, những thế lực khác cũng giống vậy, biết trọng yếu cơ mật môn nhân tử đệ trên thân đều trùng hạ cấm chế. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đem ngọc giản trả lại cho Vương Xuyên Lân, rời đi tàng kinh các. Kim Diệp Đảo, Lý Gia, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Đình Đài Lâu Các, Thủy Tạ Hành Lang, Vườn Hoa Kỳ Thạch. Nhất tọa lục giác hồng sắc thạch đình, bên cạnh có một mảnh hồng sắc rừng trúc. Lý Phong Dương ngồi tại thạch đình bên trong, ánh mắt âm trầm, Lý Tông Hải ngay tại nói với Lý Phong Dương lấy cái gì. Nhiều năm như vậy mới khởi động ngươi con cờ này, không biết đạo ngươi nghe không nghe lệnh. Lý Tông Hải cười ha hả nói, ngươi đang uy hiếp ta, coi như ngươi thôi động cấm chế giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Lý Phong Dương sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Uy hiếp chưa nói tới, ngươi có thể tố giác ta, một khi ta thân tử đạo tiêu, tộc nội sẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài, không nói đến ngươi giúp ta diệt sát nhân tộc tu sĩ, chỉ cần ngồi vững tin tức này, con đường của ngươi sẽ phá hủy, lý gia chứ không nổi ngươi, huyền linh đại lục nhân tộc cũng chứ không nổi ngươi. Lý Tông Hải uy hiếp nói, ngươi nghĩ để cho ta làm những gì? Ta bất quá luyện hư kỳ, không thể giúp cái gì bận rộn. Lý Phong Dương mặt âm trầm nói, không cần ngươi làm cái gì, an tâm tu luyện, đề cao tu vi, chúng ta hội giúp ngươi thượng vị, ngươi tự không muốn làm Lý gia gia chủ. Hoặc là tiến giai hợp thể, Lý Tông Hải thanh âm tràn đầy dụ hoặc, hư, muốn là tin tức tiết lộ, chúng ta Lý gia lại có diệt tộc chi hỏa. Lý Phong Dương lạnh mặt nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đến lúc đó cung cấp một chút tình báo, để chúng ta giảm bớt một chút tổn thất là được, ngoại trừ ta, còn có mặt khác nhân phối hợp ngươi, đến nỗi là ai, ta trước mắt còn không thể nói. Lý Tông Hải trầm giọng nói, nghe nó ngôn ngữ, tinh hỏa tộc tại nhân tộc nội bộ có không ít thám tử, dù sao hai tộc tranh đấu nhiều năm, muốn nói nhân tộc nội bộ không có tinh hỏa tộc thám tử, kia mới kỳ quái đây. Lý Phong Dương thở dài một hơi, nói, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, ta có thể vì ngươi cung cấp một chút tin tức, bất quá ta không thể hãm ra tộc tại không để ý. Một lời đã định, Lý Tông Hải miệng đầy đáp ứng, trong lòng một trận cười lạnh, ngu xuẩn, trước cho ngươi một chút táo ngọt, chờ ngươi rơi vào đi, đến lúc đó suốt không bán đi lý ra, còn tùy vào ngươi. Nếu như vừa đến đã nhường Lý Phong Dương bán lý ra, Lý Phong Dương khẳng định không đáp ứng, tinh hỏa tộc cũng không có ý định làm như thế, trước hết để cho Lý Phong Dương cung cấp một chút tiểu tin tức, cho trọng thường, nhường Lý Phong Dương càng lún càng sâu. Chỉ cần tinh hỏa tộc cung cấp tu tiên tài nguyên đủ nhiều, lường trước Lý Phong Dương sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi liên hợp giả xoa tộc đối phó tích tộc đây là có chuyện gì tích tộc đại thừa không còn lý phong dương tò mò hỏi ta không rõ ràng các ngươi nhân tộc không phải cũng đối phó tích tộc tích tộc đại thừa nhiều năm không lộ diện nói không chừng chết tại đại thiên kiếp phía dưới lý tông hải có chút hàm hồ nói hắn cũng không biết tình huống cụ thể như quả tích tộc đại thừa chết rồi vậy cũng tốt lý phong dương vẻ mặt vẻ chờ mong đúng rồi Lần này nhân tộc như thế nào phái nhiều người như vậy tiến nhập huyền linh động thiên? Lý Tông Hải truy vấn, không rõ ràng, là huyền thanh phái lâm tiền bối ra lệnh, nguyên nhân cụ thể không biết. Lý Phong Dương thẳng lắc đầu, tốt ha, à, người hảo hảo tu luyện, ta trở về, về sau chúng ta một tuyến liên hệ. Lý Tông Hải nói xong lời này, quay người rời đi. Lý Phong Dương thở dài một hơi, tự nhủ còn tưởng rằng có khả năng thoát khỏi hắn, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, chỉ cần không phải bán gia tộc cũng là không phải là không thể được giúp một chút chuyện nhỏ, chờ ta tiến vào hợp thể, lại trở mặt cũng không muộn. Nói xong này lời nói, hắn khởi thân hướng về cách đó không xa nhất tọa hồng sắc gác lửng đi đến, đi vào gác lửng. Lý Tông Hải dưới chân bùn đất bỗng nhúc nhích, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. chương 2747, 700 năm. Nan, trường 2748, ý niệm thông suốt phương xuyên minh. Huyền Thanh Phái có lẽ có tiền giới công pháp, Bất quá vương trường sinh không có tận mắt nhìn thấy, không dám nói nhất định, nhưng có thể khẳng định là, huyền thanh phái có thiên hư ngọc thư, số lượng không biết. Tục truyền thiên hư ngọc thư có mấy trăm trang, không cao hơn ngàn trang, phân tán tại nhiều cái giao diện. Vương trường sinh nếu như đem vạn hải tiên kinh đổi cái danh tự, chỉ truyền xuống trước 24 tầng phương pháp tu luyện, sửa chữa một phần dâu nội dung, cái khác nhân cũng không biết là tiên giới công pháp. Hư thiên nhất tộc năm đó cường thịnh nhất thời, không phải chỉ một tờ thiên hư ngọc thư. Vương Trường Sinh có một cái to gan suy đoán, hư thiên nhất tộc đạt được vài tờ thiên hư ngọc thư, có thiên hư ngọc thư ghi chép công pháp, cũng có ghi chép huyền thiên chi bảo phương pháp luyện chế, cũng có ghi chép thần thông bí thuật. Hư thiên nhất tộc bị diệt phía sau, những này thiên hư ngọc thư cũng bởi vậy lưu lạc ra ngoài. Thiên hư ngọc thư liền tiên giới công pháp đều có ghi chép, chính xác không phải bình thường. Không biết chân linh thế gia diệp ra có hay không tiên giới công pháp, nghĩ đến có được tiên giới công pháp thế lực cũng không nhiều. Vạn hải tiên kinh là vương gia cơ duyên, cũng là vương ra một cái nội tình có thể tu luyện tới kim tiên trung kỳ công pháp trả không hoàn toàn nhìn tới luyện chế ra thiên hư ngọc thư tiên nhân ít nhất là kim tiên thậm chí cao hơn bất quá vẫn là phải cẩn thận một phần không nên tùy tiện thi triển vạn hải tiên kinh độc môn bí thuật không chừng bị một cái thế lực lớn nhận ra vậy thì phiền thoái uông như yên nhắc nhở thất phu vô tội hoài bích có tội đã trang này thiên hư ngọc thư được từ hư thiên nhất tộc hư thiên nhất tộc khẳng định có giành trước làm không tốt cũng có tu sĩ cấp cao tu luyện bộ công pháp này. Vương gia hiện tại trả rất nhỏ yếu, không thể quá rêu rao, tránh cho rước lấy mầm tai vạ, tự cùng bọn hắn tại hạ giới, hoặc là không động thủ, hoặc là trực tiếp hạ tử thủ, tránh cho tin tức để lộ. Nếu là bị thế lực khác biết được vương gia có tiên giới công pháp, lấy vương gia thực lực bây giờ, chủ động giao ra tiên giới công pháp đều xem như tốt, có chấn hải cung che chở, nhân tộc thế lực có lẽ không sẽ đối vương gia thế nào, dị tộc liền không nói được rồi, đặc biệt là kim lân nhất tộc cùng ngân Sa nhất tộc. Đây là đương nhiên, trước mắt biết vạn hải tiên kinh tồn tại chỉ có 5 người, người ta cùng thanh sơn, mô sơn cùng xuyên minh chỉ biết là là thiên hư ngọc thư, không biết là cái gì. Vương trường sinh cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn cũng không có ý định nhường tộc nhân tu luyện vạn hải tiên kinh, người tu luyện quá nhiều, sớm muộn xảy ra vấn đề. Nếu như hắn tiến vào đại thừa kỳ, có thực lực cường đại, vậy liền không thành vấn đề, độc nhân có thể tu luyện vạn hải tiên kinh nói cho cùng là thực lực không đủ. phu nhân tiến vào luyện hư đại viên mãn có thể cân nhắc xung kích hợp thể kỳ, bất quá phải nhiều tốn một chút thời gian đánh bóng pháp lực, lợi dụng thiên hồn chân thủy gột rửa nhục thân, lớn mạnh thần hồn chi lực, còn có một số cường hóa nhục thân chi lực linh đan diệu dược muốn để tinh khí thần đạt tới cân bằng mới được. vương trường sinh dặn dò nhục thể của hắn mạnh hơn uông như yên, phục dụng thiên hồn u liên tăng cường thần hồn, uông như yên nhục thân yếu nhược không cần phục dụng thiên hồn u liên, dùng thiên hồn chân thủy gột rửa nhục thân là đủ rồi. Uông như yên gật đầu nói, ta vừa mới xuất quan, không nên lập tức bế quan. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, vương trường sinh lấy ra truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói, mô sơn, triệu tập tộc nội cao giai luyện khí sư, ta muốn luyện chế mấy món bảo vật. Thất cửu lôi kiếp uy lực rất lớn, vương trường sinh tính toán vì Uông như yên luyện chế mấy món bảo vật, nhưng nàng độ kiếp nhẹ nhõm một phần, có tộc nhân trợ thủ, luyện chế bảo vật thời gian có thể rút ngắn không ít, cũng là ma luyện tộc nhân. Là, lão tổ tông, truyền tấn bản truyền đến vương mô sơn thanh âm, thu hồi truyền tấn bản vương trường sinh hướng về thiên viện đi đến, hắn nghĩ đi nhìn một chút xong đồng thử. Thanh liên đảo góc Tây Bắc, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Vương xuyên minh cùng một tên cao cao gầy teo nam tử áo bảo xanh tỏa tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, thạch đình bên cạnh có một mảnh màu xanh rừng trúc. Nam tử áo bào xanh không là người khác, chính là Vương Mô Phi. Vương Mô Sơn tự mình thi pháp, lợi dụng cửu diệp huyết liên hạt sen vì Vương Mô Phi tái tạo nhục thân, đồng thời cung cấp một số lớn tu tiên tài nguyên, cùng Vương Mô Phi tu luyện. Vương Mô Phi đã tu phục tu vi, chuẩn bị sung kích luyện hư kỳ. Vương Xuyên Minh cùng Vương Viễn Giang đều tiến vào luyện hư kỳ, trước mắt tại thanh liên đảo tu luyện. Mô Phi lão tổ này mặt phi xương thuấn cùng cái này thanh vân tán ngươi nhận lấy, hy vọng có thể đến giúp ngài vương xuyên minh lấy ra một mặt bạch sắc tấm chắn cùng một cái màu xanh tiểu tán đưa cho vương mô phi hắn diệt sát kim diệp đạt được không ít tài vật đưa một phần cấp vương kính phong cùng trương ngọc vân hậu nhân cũng cho vương mô phi một phần tài vật phòng ngự loại thông thiên linh bảo không được quá quý giá trước ngươi đã cho ta giá trị mấy ngàn vạn đồ vật vương mô phi uyển chuyển cự tuyệt hắn là trưởng bối vương xuyên minh phía trước tự cho không ít thứ hắn hiện tại không thể lại muốn Người thu cất đi, nếu không phải các người hỗ trợ, ta cũng không có cách nào diệt đi Kim Diệp, làm như thế, ý nghĩ của ta mới có thể thông suốt. Vương Xuyên Minh nghiêm mặt nói, đã giúp hắn nhân, mặc kệ giúp bao nhiêu, Vương Xuyên Minh cũng sẽ không bạc đãi đối phương, đây là hắn nguyên tắc làm người. Hắn có thể không cho Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân hậu nhân tài vật, cũng có thể không cho Vương Mô Phi, dù sao gia tộc cũng cho một số lớn trợ cấp, nhưng làm như thế, làm trái Vương Xuyên Minh đạo tâm. Người tu đạo ý niệm không thông suốt, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghe lời này, Vương Mô Phi không có cách nào lại cự tuyệt, nhận hai kiện bảo vật. Ta xem như minh bạch, xuyên tự bối tộc nhân làm sao lại quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Vương Mô Phi cảm thán nói, Vương Xuyên Phong chết rất nhiều năm, Vương Xuyên Minh nhất trực rất chiếu cố Vương Xuyên Phong hậu nhân, hoặc hỗ trợ thuyết thân, hoặc tiến linh đan diệu dược, hoặc cấp bảo vật phù triện, không chỉ là Vương Xuyên Phong hậu nhân, rất nhiều xuyên tự bối chưa có thể tiến vào luyện hư kỳ, tỏa hóa phía trước, đều đem hậu nhân giao phó cho Vương Xuyên Minh. Chỉ cần bọn hắn đã giúp Vương Xuyên Minh, dù chỉ là thu thập một gốc linh dược, Vương Xuyên Minh tận chính mình có khả năng chiếu cố hậu nhân của bọn họ, điểm này rất nhiều tộc lão nhìn ở trong mắt. Đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tộc nhân, hậu nhân của bọn họ có thể giúp đỡ liền giúp sấn một cái. Vương Xuyên Minh không cho là đúng, đây là hắn nên làm. Gia tộc hiện tại có hơn 10 vạn danh tu tiên giả, Vương Xuyên Minh tự nhiên không có khả năng đều chiếu cố tới, chỉ có thể chiếu cố cùng tự mình quan hệ không tệ tộc nhân cùng bọn hắn hậu nhân. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, ta đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mô Phi khởi thân cáo từ, đưa tiến Vương Mô Phi, Vương Xuyên Minh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Hắn cải tu công pháp, tu luyện bát hoang lục ma chảm linh kinh, bộ công pháp này thần thông lớn hơn. Thân thể của hắn tràn ra một trận nhu hòa kim quang, một cái cửa đại kim đao hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu không trung, Pháp tướng ngưng luyện 2 phần 10, chủ yếu là công lao của hắn quá lớn, theo Huyền Linh động thiên mang ra không ít đồ tốt. Nếu không phải phân cho Vương Kính Phong, Trương Ngọc Phân cùng Vương Ngô Phi một phần công lao, Vương Xuyên Minh công lao càng lớn, hội thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Vương Xuyên Minh nhắm hai mắt lại, kim đao hư ảnh truyền ra một trận vang dội đao minh tiếng. Chương 2749, triệu tập tộc nhân luyện khí. Nan, chương 2750, truyền thừa có nhân bọn hắn cùng mặt khác luyện hư tu sĩ giao lưu đạo pháp, thuận tiện giao hoán tu tiên tài nguyên, đổi được bảy loại pháp tướng vật liệu, có một hộp thiên âm xa cùng một khối ngân cương chi tinh. Lấy vật đổi vật, không có khả năng đều xuất hiện vật mình cần, nếu là có tộc nhân muốn thu thập tu tiên tài nguyên, có thể giúp một tay thu thập, mang về gia tộc cấp tộc nhân, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta đi ra thời gian không ngắn, cũng nên trở về, tại tộc nội độ đại thiên kiếp an toàn một chút. Vương Mạnh Bân đề nghị, hắn vốn muốn mượn cơ hội này thu thập đặc thù lôi điện chi lực, bất quá chưa có thể thành công. này cũng không kỳ quái, cũng không phải nói ngoại suất du lịch tự có cơ duyên, có khả năng đổi được tự mình cần thiết pháp tướng vật liệu cũng không tệ rồi. trong ngàn năm, vương mạnh bân muốn độ lần thứ hai đại thiên kiếp, ở bên ngoài độ đại thiên kiếp tương đối nguy hiểm, cẩn thận lý do còn là trở về gia tộc tương đối tốt. bạch ngọc kỳ bất quá luyện hư sơ kỳ, muốn là vương mạnh bân độ kiếp thời điểm dẫn tới mặt khác luyện hư tu sĩ, nàng chưa chắc ứng phó tới. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, nói ta đang có ý này, đi ra lâu như vậy, không biết đạo gia tộc như thế nào, nói không chừng lão tổ tông tiến vào hợp thể kỳ. Nàng nói là Uông Như Yên, trước mắt tộc nội có khả năng xung kích hợp thể kỳ chính có Uông Như Yên. Vương Mạnh Bân đang muốn nói cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt ngân quang lấp lẽ pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo êm tai nữ tử thanh âm vang lên, Vương Đạo Hiếu, ngươi bây giờ thuận tiện a à. Có một vị đạo hữu muốn quen biết các ngươi, muốn quen biết chúng ta, hắn bây giờ ở nơi nào? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, chúng ta ngay tại các người chỗ ở cổng, pháp bàn truyền đến nữ tử thanh âm, Bạch Ngọc Kỳ khởi thân đi hướng cửa sân, mở ra cửa sân, một tên dáng người yểu điệu quần vàng phụ nhân cùng một tên cái tử mập lùn áo bào đỏ lão giả đứng tại cổng. Áo bào đỏ lão giả mặt tròn mắt to, dáng người cồng kềnh, khí tức mạnh hơn Bạch Ngọc Kỳ vài phần. Vị này là Khương Đạo Hiếu, Khương Đạo Hiếu là một vị tán tu, hắn có chuyện tìm các ngươi nói chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Quần vàng phụ nhân giới thiệu một câu, liền rời đi. Tại Hạ Khương Phong, gặp qua vương phu nhân, áo bào đỏ lão giả chắp tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Khương đạo hữu quá khách khí, vào nói nói. Bạch Ngọc Kỳ đem Khương Phong mời đi vào, đóng cửa phòng. Vương đạo hữu ta có một gốc hai vạn năm thiên huyễn kim liên, không biết các người có hứng thú hay không. Khương Phong thẳng nhập chính đề, xuất ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc. Thiên huyễn kim liên, vương mạnh bân trong lòng hơi động, sắc mặt yên ổn không có lộ ra bất kỳ khác thường gì hắn tiếp nhận kim sắc hộp ngọc mở ra nắp hộp một gốc màu vàng kim nhạt liên hoa xuất hiện ở trước mặt của hắn kim sắc liên hoa có hai cái lá sen nụ hoa khép lại lá sen bên ngoài có một ít huyền ảo đường vân tu tiên giới liên hoa có rất nhiều chủng thiên huyễn kim liên là tương đối chân quý một chủng vạn năm trưởng một viên cánh hoa tu luyện nguyễn thuật tu sĩ phục dụng thiên huyễn kim liên tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh không ít thiên huyễn kim liên đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao nhân công bồi dưỡng độ khó rất cao, bình thường tại cấm địa, bí cảnh hoặc là đạo trường. Khương đạo hữu ra cái giá, Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, hắn những năm này cũng góp nhặt một chút linh dược, bất quá luận chân quý trình độ cùng niên đại, cũng không sánh bằng trước mắt này gốc thiên huyễn kim liên. Ta muốn thiên lôi hóa linh phù, Khương phong sắc mặt ngưng trọng, thiên lôi hóa linh phù là vương gia độc môn linh phù, vật tương tự, chấn hải cung, huyền thanh phái, cửu diễm môn đều có, bất quá huyền thanh phái trợ uy tín lâu năm thế lực môn tường tương đối cao, phổ thông tán tu liền môn còn không thể nào vào được. Vương gia quật khởi thời gian ngắn, nội tình thiền, này gốc hai vạn năm thiên huyễn kim liên nên có khả năng nhập vương gia nhãn. Thiên lôi hóa linh phù, Khương Đạo Hữu là đang nói đùa ha. À, một gốc hai vạn năm linh dược mà thôi, cùng thiên lôi hóa linh phù giá chỉ kém xa. Vương Mạnh Bân Nhíu Mày nói, những năm này, có nhiều vị luyện hư tu sĩ muốn cùng hắn giao hoán thiên lôi hóa linh phù, đều không thành công. Ta đương nhiên minh bạch, ta dùng những vật khác giao hoán thiên lôi hóa linh phù, này gốc thiên huyễn kim liên chỉ gõ cửa gạch. Khương Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Mạnh Bân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Những vật khác, thứ gì? Vương Mạnh Bân tò mò hỏi, ta muốn theo các người gia tộc có khả năng làm chủ nhân đàm, như thế nào? Khương Phong thành khẩn nói, hắn không biết Vương gia tu sĩ cấp cao, tùy tiện thượng môn, rất khó nhìn thấy Vương gia gia chủ, cái này cũng rất bình thường, nếu như tùy tiện một cái luyện hư tu sĩ thượng môn, Vương Mô Sơn liền muốn đi ra đón lấy, vậy cũng thật không có mặt mũi. Chúng ta muốn khởi hành trở về thanh liên đảo, người theo chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Vương Mạnh Bân đề nghị, Khương Phong không chút do dự đáp ứng, cái này hắn mục đích, hắn cũng không sợ Vương Mạnh Bân sát nhân đoạt bảo, đã dám tìm Vương Mạnh Bân, hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, đáp ứng, đem kim sắc hộp ngọc trả lại cho Khương Phong. Khương Phong thu hồi kim sắc hộp ngọc, đi theo Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ rời đi. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, một gian mật thất, Uông Như Yên đang dạy bảo Vương Nhất Băng luyện chế Thiên Lôi Hóa Linh Phù. Vương Nhất Băng là vương gia vị thứ hai lục giai chế phù sư, tại nàng phía trước, mặt khác chế phù sư đều không thể tiến vào luyện hư kỳ. Phù triện nhập môn dễ dàng, thông thạo tự khó khăn, Uông Như Yên cũng chưa nói tới thông thạo, sẽ chỉ luyện chế mấy loại lục giai phù triện, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Có chế phù điển tịch, nhưng là trên điển tịch đồ vật là chết, có nhân giáo đạo tiến bộ hội mau một chút, chỉ là thu thập vật liệu liền muốn tốn không ít thời gian, Uông Như Yên luyện chế ra tới cũng muốn thời gian, hậu nhân đứng tại tiền nhân trên bờ vai, tiến bộ tự nhiên nhanh. Vương Nhất Băng có chế phủ thiên phú, từ tiểu đi theo tộc lão học tập phù triện chi thuật, Uông Như Yên từ thanh ly hải vực sau khi trở về, lại dạy bảo Vương Nhất Băng một đoạn thời gian. Uông Như Yên không nói một lời, lặng lặng đứng ở một bên. Vương Nhất Băng nín thở ngưng thần, trên tay cầm một chi màu vàng kim nhạt phù bút, thân trước đặt vào một chương ngân sắc gia thú, từng mai từng mai huyền ảo phù văn xuất hiện tại gia thú thượng diện. Một chén trà thời gian phía sau, sau cùng một viên phù văn hạ xuống, ngân sắc gia thú tách ra chướng mắt ngân quang, lóe lên ánh bạc, toàn bộ phù văn giống như sống tới, vặn vẹo không ngừng. Cuối cùng thành công, lão tổ tông, ta thành công. Vương Nhất Băng kích động nói, nàng tiến vào luyện hư kỳ hơn 100 năm, bế quan tu luyện mấy chục năm, sau đó cùng Uông Như Yên học tập luyện chế thiên lôi hóa linh phù, thất bại một lần, lần thứ hai liền thành công không sai, lợi hại hơn nhiều so với ta. Uông như yên tán thưởng một câu, vương nhất băng có khả năng luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, áp lực của nàng giảm bớt không ít. Nếu không phải lão tổ tông cùng tộc lão dốc lòng dạy bảo, tôn nhi cũng sẽ không có hiện tại. Vương nhất băng khiêm tốn nói, thiên phú của nàng lại cao hơn, dựa vào chính mình tìm tòi cũng rất khó luyện chế ra lục giai phù triện. Uông như yên mặt lộ vẻ tán thành, vương nhất băng có khả năng minh bạch điểm này, cố nhiên không tồi. Tiếp tục cố gắng, Hy vọng gia tộc tương lai có khả năng xuất hiện càng nhiều lục giai chế phủ sư. Uông Như Yên cổ vũ đạo, Vương gia lục giai luyện khí sư có tam vị, lục giai trận pháp sư một vị, lục giai luyện đan sư hai vị, lục giai chế phủ sư hai vị. Chương 2751, hợp thể kỳ quỷ vật tin tức. Trận pháp sư là khó khăn nhất bồi dưỡng, mặc dù có trận pháp biển tịch, không có danh sư chỉ đạo, cũng không dễ dàng, lập phái tổ sư cùng khai sơn lão tổ là khó khăn nhất, bọn hắn đều là mò thạch đầu qua sông huyền linh đại lục nhân tộc thập đại thế lực đều là này a à tới. Phù triện dễ học khó tinh, nhập môn dễ dàng, muốn tinh thông tựu khó khăn. Vô luận là tại Đông Ly giới còn là huyền dương giới, Uông Như Yên đụng phải cao giai chế phủ sư rất ít, chúc cơ kết đan thời điểm còn nhiều một phần, kết anh về sau, cao giai chế phủ sư cũng rất ít thấy. Phi thang huyền dương giới nhiều năm, Uông Như Yên nghe nói qua đại thừa kỳ âm tu, gặp qua vài vị hợp thể kỳ âm tu, cao giai chế phủ sư, chỉ là gặp qua diệu đức đại sư vị này thất giai chế phù sư diệu đức đại sư có thể luyện chế trận phù này nhưng so sánh một loại thất giai chế phù sư lợi hại hơn nhiều uông như yên đến nay chỉ có thể luyện chế ra gia ngũ giai trận phù muốn luyện chế ra gia lục giai trận phù còn cần một đoạn thời gian rất dài luyện khí nhập môn không dễ dàng một khi nhập môn tự nhẹ nhõm nhiều huyền linh đại lục thất giai luyện khí sư không ít chấn hải cung cửu diễm môn huyền thanh phái lãnh diễm phái đều có thất giai luyện khí sư huyền linh đại lục thất giai chế phủ sư số lượng so thất giai luyện khí sư ít hơn nhiều. Vương Nhất Băng gật gật đầu, đáp ứng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đả tọa điều tức. Một canh giờ sau, Vương Nhất Băng mở hai mắt ra, tiếp tục luyện chế lục giai phù triện. Địa hỏa điện, một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, cách đó không xa nhất tọa thanh quang lấp lóe luyện khí lô, luyện khí lô bên ngoài khắc lấy một đóa màu xanh liên hoa, bốn chân hai tai. Thanh liên luyện linh đỉnh, trung phẩm thông thiên linh bảo, Vương Thanh Phong mấy chục vị luyện khí sư cố gắng thành quả, Vương gia tộc Huy là thanh liên, Vương gia luyện chế rất nhiều bảo vật đều có thanh liên cái này đồ án. Theo pháp y, phi hành pháp khí, khôi lỗi thú, thương thuyền đều có thanh liên cái này đồ án, thanh liên đã khắc vào tộc nhân cốt tủy, bọn hắn theo biết việc bắt đầu liền thấy thanh liên cái này đồ án, cũng là gián tiếp tăng cường tộc nhân lòng cảm mến. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đánh vào một đạo pháp quyết thanh liên luyện linh đỉnh nắp đỉnh bay lên, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một mặt hồng quang lấp lóe tiểu thuẫn, tấm chắn bên ngoài có một cái hỏa diễm đồ án, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo hỏa tinh thuẫn, dùng năm vạn năm hỏa tinh mộc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, có này bảo tại tay, lại thêm thủy tịch tỏa cùng thất sai trận phù, uông như yên vượt qua thất cửu lui kiếp tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, cẩn thận lý do, phương Trường Sinh còn là sẽ đem cửu quang thần nê luyện chế thành bảo vật, gia tộc một mực tại thu thập chân quý vật liệu luyện khí. Một kiện bảo vật cần nhiều loại vật liệu mới có thể luyện chế ra đến, có cửu quang thần nê còn chưa đủ, còn cần thu thập tài liệu khác, số lượng chả không ít. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên, lão tổ tông, có cái gì phân phó? Ta muốn vật liệu còn không có tìm tới a, à? còn kém bao nhiêu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, còn kém mười mấy dạng, ta đã tăng phái nhân thủ đi tìm, Vương Mô Sơn thanh âm cung kính, được thôi, phái thêm một ít nhân thủ, tìm không thấy ta muốn vật liệu, vật thay thế cũng được, thực tế không được, đi cùng Trấn Hải cung đổi, trong vòng 300 năm thu thập đủ. Vương Trường Sinh Phân Phó nói, hắn tiến vào hợp thể kỳ, cùng Trấn Hải cung giao hoán đổ vật sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Là, Lão Tổ Tông, Vương Mô Sơn thu hồi truyền tấn bản, 300 năm rất dư giả. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tấn bản truyền đến Vương Mạnh Bân thanh âm, Mô Sơn có một vị gọi Khương Phong luyện hư kỳ tán tu, muốn theo người đàm chúc chuyện, nói là muốn đổi thiên lôi hóa linh phù, trước mắt hắn tại nghênh khách sảnh chờ. Vương Mô Sơn là hắn hậu nhân, tự nhiên không dùng gọi là gia chủ. Đổi thiên lôi hóa linh phù, tốt, ta lập tức đi qua, đúng, lão tổ tông nói, ngài muốn là du lịch trở về, đi tìm lão tổ tông, lão tổ tông tại địa hỏa điện. Vương Mô Sơn chi tiết nói tới, biết, ta lập tức đi qua địa hỏa điện, thu hồi truyền tấn bàn, Vương Mô Sơn tới đến nghênh khách sảnh, gặp được Khương Phong. Tại hạ Khương Phong, gặp qua Vương Đạo Hiếu. Khương Phong liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói. Vương Mô Sơn gật gật đầu, nói, Khương Đạo Hiếu, nghe nói người muốn đổi thiên lôi hóa linh phù. Thiên lôi hóa linh phù thế nhưng là chúng ta vương ra độc môn bí phù. Khương Phong cũng không nói nhảm, lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Mô Sơn, nói ra, một gốc hai vạn năm thiên huyễn kim liên, một khối băng phách chi tinh, một khối lục giai trung phẩm ly hỏa quy mai rùa cùng 20 khối cực phẩm linh thạch. Chỉ những thứ này, Khương Đạo Hữu coi là thiên lôi hóa linh phù rất dễ dàng luyện chế. Vương Mô Sơn cao mày nói, lục giai trung phẩm ly hỏa quy mai rùa nhiều lắm là luyện chế một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, muốn là lục giai thượng phẩm ly hỏa quy mai rùa, mới có nắm chắc luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Những vật này cũng liền thiên huyễn kim liên giá trị cao một chút. Lại thêm một đầu thất giai mộc yêu tin tức, như thế nào? bất quá ta không dám hứa chắc nó không hội hóa thành nhân hình hoặc là đi địa phương khác khương phong trầm giọng nói vương gia giá cao treo thưởng cao giai mộc yêu tinh hạch đây không phải bí mật gì các thế lực lớn cũng đang thu thập cao giai mộc yêu tinh hạch dùng tới bồi dưỡng linh dược chân quý thất giai mộc yêu ở đâu vương một sơn truy vấn man hoang chi địa đương thời nó ngay tại độ đại thiên kiếp vô hạ để ý tới ta nếu không ta cũng vô pháp thoát thân khương phong vừa nói một bên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn trao mày, loại chuyện này rất khó nói, man hoang chi địa không nhỏ, ai có thể cam đoan thất giai mộc yêu không hội đổi xào huyệt. Lui một bước tới nói, thất giai mộc yêu hóa thành nhân hình cũng khó nói. Muốn nghiệm chứng tin tức này, cần phái người đi điều tra, luyện hư tu sĩ đụng phải thất giai mộc yêu, có thể trốn qua nhất kiếp đã là vạn hạnh, cần Vương Trường sinh tự mình đi một chuyến mới được. Muốn là tin tức có sai, Vương Trường sinh tự một chuyến tay không? Khương Đạo Hiếu, xin lỗi, Mục yêu hành tung bất định, vạn nhất nó rời đi người nói địa phương, chúng ta tụ một chuyến tay không? Vương Mô Sơn cân nhắc lại lo, cử tuyệt, tộc nội luyện hư tu sĩ không ngừng gia tăng, đối với thiên lôi hóa linh phủ nhu cầu càng lúc càng lớn, tự nhiên không có khả năng đơn giản cùng ngoại nhân giao hoán. Khương Phong gấp, hắn đầy cõi lòng hy vọng, kết quả vương ra căn bản chướng mắt. Hợp thể kỳ quỷ vật xào huyệt, lại thêm khối này thiên hồn thạch. Khương Phong chưa từ bỏ ý định nói, lấy ra một cái hắc sắc hộp ngọc, đưa cho vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn mở ra nắp hộp, bên trong có một khối toàn thân màu đen thạch đầu, thiên hồn thạch là lục giai vật liệu luyện khí, chuyên thương thần hồn, luyện chế thành diệt hồn châm, diệt hồn tiễn, đối phó luyện hư tu sĩ là một đại lợi khí, hợp thể tu sĩ đón đỡ diệt hồn tiến cũng sẽ thụ thương. Quỷ vật sẽ không dễ dàng đổi sao huyệt, nên có thể dựa vào. Vương Mô Sơn có phần tâm động, lấy ra truyền tấn bàn, một trận khoa tay. Thành giao, Vương Mô Sơn đáp ứng, lấy ra vấn tâm kính hỏi thăm Khương Phong, vấn tâm kính không có dị thường, Vương Mô Sơn lúc này mới phái người đi khố phòng lấy thiên lôi hóa linh phù. Cũng không lâu lắm, Vương Khánh Long liền đem thiên lôi hóa linh phù đưa tới. Khương Phong cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, đưa cho Vương Mô Sơn, xong phương xác nhận không sai phía sau, Khương Phong mang theo thiên lôi hóa linh phù rời đi. Chương 2752, Trần Nguyệt Dĩnh vượt qua hải vực. Nan, chương 2753, mời Diệu Đức xuất thủ. Huyền Quang Đại Lục là gì? tộc địa bàn, nhân tộc chỉ có một ít hợp thể tu sĩ. Diệp Tuyền Cơ nói là cơ duyên tại Huyền Quang Đại Lục, đã được đến cơ duyên, Diệp Tuyền Cơ trả lưu tại Huyền Quang Đại Lục, cái này khiến Thượng Quan Thiên Hoành trăm mối vẫn không có cách giải. Đặt ở trước đây, Thượng Quan Thiên Hoành không dám hỏi như vậy, bất quá nhiều năm ở Trung Hạ xuống, hắn cũng thăm dò rõ ràng Diệp Tuyền Cơ tính tình. Diệp Tuyền Cơ tâm tình tốt thời điểm, hắn có thể nhiều nói vài lời, Diệp Tuyền Cơ tâm tình không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng hiện tại diệp viền cơ tâm tình không tệ thượng quan thiên hoành cũng liền cả gan đặt câu hỏi ta muốn thu thập vật liệu luyện chế một phần bảo vật những tài liệu này tại huyền quang đại lục tương đối nhiều địa phương khác tương đối ít về sau không nên hỏi ta đối với ngươi thế nào chính ngươi rõ ràng lấy tư chất của ngươi ta giúp ngươi tiến vào hợp thể kỳ không có vấn đề diệp viền cơ ngữ khí bình thản như cùng ở tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tiểu thư đối với thuộc hạ giống như tái sinh phụ mẫu máu chảy đầu rơi không chối từ Thượng quan thiên hoành vội vàng đại biểu trung tâm, làm diệp tuyền cơ làm việc, muốn công pháp có công pháp, muốn bảo vật có bảo vật, muốn đan dược có đan dược, hắn không cần làm tu tiên tài nguyên phát sầu, coi như gặp được hợp thể tu sĩ vây công, diệp tuyền cơ cũng có thể mang theo hắn giết ra khỏi trùng vây. Rời đi diệp tuyền cơ, hắn trên cái nào tìm tốt như vậy núi dựa. Một đạo hoàng quang bay tiến đến, rơi trên mặt đất, hiện ra một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, áo vàng thanh niên trên đầu một cặp hoàng sắc long rác. Diệp Giao, Diệp Tuyền cơ hàng phục một cái lục giai giao long, lấy được một gốc 5 .000 .000 năm vạn năm cửu quang lưu ly chi, nhưng nó ăn vào, lục giai giao long có thể hóa thành nhân hình. Diệp sao có thể hóa thành nhân hình, cùng nó tự thân huyết mạch độ tinh khiết có rất lớn quan hệ, cửu quang lưu ly chi chỉ là nhường hắn tăng tốc hóa hình, cũng không phải nói bất luận cái gì lục giai linh thú phục dụng 5 .000 .000 năm vạn năm cửu quang lưu ly chi đều có thể hóa thành nhân hình, muốn nhìn linh thú huyết mạch độ tinh khiết. Tiểu thư, ngài muốn vật liệu đã tìm được, bất quá có hai cái thất giai kim xí phong bằng thủ hộ, Diệp giao chi tiết báo cáo, hai cái thất giai kim xí phong bằng mà thôi, dẫn đường đi. Thức thời tự nhận ta làm chủ, không thức thời liền giết. Diệp tuyền cơ phân phó nói, tế ra một chiếc kim quang lóng lánh phi chu. Bọn hắn đi đến kim sắc phi chu thượng diệt, diệp tuyền cơ pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu linh quang phóng đại, bay ra động quật, tiêu thất ở chân trời. Thiên Phật Sơn mạch ở vào huyền linh đại lục trung bộ, đây là thiên Phật Tông sở tại địa. Thiên Phật Tông là huyền linh đại lục số lượng không nhiều Phật môn chi nhất, Thiên Phật Sơn mạch chỗ sâu, nhất tỏa hùng vĩ sơn phong cao vút trong mây, liền trời tiếp đất. Trên núi có nhất tỏa khí thế to lớn kim sắc chùa miếu, lối vào bảng hiệu bên trên khắc lấy Thiên Phật tự tam cái ngân sắc đại tự, từng đợt phản âm theo Thiên Phật tự truyền ra. Thiên Phật tự bên trong, Diệu Đức đại sư đang cùng một tên vẻ mặt già nua thanh bảo tăng nhân nói gì đó, thanh bảo tăng nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Thiên Phật Tông cùng Thiên Phật môn kỳ thực sư xuất nhất mạch năm đó phát sinh một phần biến cố thiên phật môn vài vị hợp thể trưởng lão rời đi huyền quang đại lục đến huyền linh đại lục tuyên dương phật pháp thành lập thiên phật tự bất quá này sự ngoại giới hiếm có người biết rõ đi qua nhiều năm phát triển thiên phật tự hương hỏa cường thịnh đệ tử có mấy vạn nhiều diệu đức sư thúc may mắn ngài ban thưởng trận phù nếu không đệ tử sẽ chết tại đại thiên kiếp phía dưới thanh bào tăng nhân cảm kích nói bản sâm thiền sư hắn cũng là hợp thể tu sĩ bất quá dựa theo phật môn bối phận diệu đức đại sư cao hắn một cái chữ lót hắn muốn xưng hô diệu đức là sư thúc người một nhà không nói hai nhà lời nói ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này lần tiếp theo đại thiên kiếp ta cũng không thể ra sức diệu đức đại sư chắp tay trước ngực đúng lúc này nguyên không hòa thượng đi đến chắp tay trước ngực nói ra sư phó thái hạo chân nhân cùng phu nhân của hắn tới chơi bọn hắn là chuyên tìm đến ngài vương trường sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau thanh danh cũng theo đó chuyển ra bất quá thanh liên tiên lữ xưng hồ thế này chỉ có bộ phận tu sĩ biết. Thái hạo chân nhân, mời bọn họ đến đại điện, ta lập tức đi qua. Diệu đức đại sư phân phó nói, nguyên không hòa thượng lên tiếng, quay người rời đi, bản xâm sư điệt, người hảo hảo điều dưỡng, ta đi gặp hai cái người quen. Diệu đức đại sư căn dặn một câu, đứng dậy rời đi. Nhất tọa khí thế to lớn cung điện, trong điện có nhất tỏa cao hơn 10 trượng kim sắc Phật tượng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng đang nói cái gì, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biết được Diệu Đức Đại Sư còn tại Thiên Phật Tông, lập tức chạy tới. Vương Tiền Bối yên tâm, người xuất gia không đánh lừa dối, Tiểu Tăng đáp ứng các ngươi sự tình, nửa chữ cũng không có cùng cái khác nhân đề cập qua, bao quát gia sư. Nguyên hiểu hòa thượng giọng thành khẩn, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đặt ở trước đây, hắn còn chưa nhất định tin tưởng, kiến thức Diệu Đức Đại Sư làm nhân, hắn cũng liền tin tưởng, có nó sư tất có danh đồ. Diệu Đức Đại Sư đi đến, trên mặt không hề bận tâm. Vương Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, a di đà Phật. Diệu Đức Đại Sư chắp tay trước ngực, Diệu Đức Đại Sư, chúng ta nhận được tin tức, Phản Linh Nguyên có một đầu hợp thể kỳ quỷ vật, giết hại không ít nhân tộc tu sĩ, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ, diệt trừ quỷ vật, đây là ta một điểm tâm ý, sau khi chuyện thành công, quỷ vật âm châu về ta, như thế nào? Vương Trường Sinh Thành khẩn nói, Uông Như Yên lấy ra một cái tinh mỹ hồng sắc hộp ngọc, mở ra nắp hộp, bên trong một đôi màu sắc sáng rõ mã não thạch cùng một đôi màu đỏ san hô, mã não thạch cùng hỏa san hô, đây là luyện chế Phật môn bảo vật thượng giai vật liệu, vương xuyên minh theo huyền linh động thiên trong mang ra. Diệu Đức Đại Sư là Phật tu, phổ thông đồ vật chưa hẳn có thể đả động Diệu Đức Đại Sư. Trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta trách nhiệm, vương đạo hữu không cho bần tăng đồ vật, bần tăng cũng nguyện ý cùng vương đạo hữu đi một chuyến, đến nỗi mã não thạch cùng hỏa san hô, ta dùng một khỏa hợp thể kỳ quỷ vật lưu lại âm châu tới đổi. Diệu Đức Đại Sư lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc hộp ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh. Cái kia hợp thể kỳ quỷ vật âm châu, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ trần chờ, có thể cấp Vương Đạo Hiếu, bất quá Vương Đạo Hiếu đem đồ vật tới đổi, như thế nào? Diệu Đức Đại Sư vẻ mặt ôn hòa nói, nếu như dựa theo Vương Trường Sinh thuyết pháp, hắn là vì mã não thạch cùng hỏa san hô mới ra tay diệt sát hợp thể kỳ quỷ vật, này phạm vào tham giới. Người khác khả năng cảm thấy không có gì, Diệu Đức Đại Sư cũng không tiếp nhận, đây là vấn đề nguyên tắc. Đổi một cái thuyết pháp, diệu đức đại sư đã có thể được đến mã não thạch cùng hỏa san hô cũng có thể diệt trừ quỷ vật cũng không tính trái với giới luật đương nhiên trái với không trái với giới luật nhân nhân mà định không có tiêu chuẩn cân nhắc thước có phật tu không cho rằng đây là phạm giới có phật tu cho rằng là phạm giới nói cho cùng nhìn cá nhân tiêu chuẩn tiêu chuẩn cao liền muốn càng thêm nghiêm tại kiềm chế bản thân tiêu chuẩn thấp tự rộng rãi một phần ma đạo tu sĩ sát nhân đoạt bảo cho là chuyện đương nhiên đương nhiên sẽ không có tâm ma nếu như ma đạo tu sĩ cho là sát nhân đoạt bảo không đúng, tự nhiên có tâm ma. Vương Trường Sinh hơi sướng sờ, Diệu Đức đại sư giải thích cũng không ảnh hưởng hắn đạt được Hợp Thể Kỳ Quỷ Tu âm châu, khả năng nói như vậy, Diệu Đức đại sư ý niệm thông suốt một phần. Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định, Vương Trường Sinh đáp ứng. Diệu Đức đại sư gật gật đầu, bàn giao vài câu, đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thiên Phật tự. Chương 2754, Hợp Thể Kỳ Quỷ Tu. Nan chương 2755, bảo vật hiển uy. Như là bình thường hợp thể tu sĩ, nàng cũng không phải sợ, hợp thể kỳ Phật tu, vậy liền coi là chuyện khác. Váy đen thiếu phụ đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu xanh mông mông đại thủ trống giống hiển hiện, chụp về phía váy đen thiếu phụ. Cùng lúc đó, Uông Như Yên tế ra thiên Phật chung, nhưng nó phiêu phù ở thân trước, đánh vào một đạo pháp quyết. Đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, thiên Phật chung phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, Thẳng đến váy đen thiếu phụ mà đi, những nơi đi qua, từng tòa thấp bé sơn phong nổ bể ra tới. Lấy váy đen thiếu phụ làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hư không chấn động vặn vẹo, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Váy đen thiếu phụ hư lạnh một tiếng, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai quỷ khóc thanh âm, vang vọng phương viên vạn dặm, lam sắc hơi nước bùng nổ, áp lực biến mất không thấy. Váy đen thiếu phụ tay áo lắc một cái, một mặt hắc quang loè lệnh kỳ bay ra hắc sắc lệnh kỳ tản mát ra một cỗ cường đại pháp lực ba độc, mặt cờ trên có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn mặt quỷ, không ngừng phát ra từng đợt thê lương quỷ khóc tiếng. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, hắc sắc lệnh kỳ lập tức tách ra chướng mắt hắc quang, tại nguyên chỗ nhất chuyển, vô số âm khí tuôn ra, có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn quỷ vật, bọn chúng làm ra các loại thảm trạng, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, luyện hư kỳ quỷ vật tự có 20 con nhiều, hóa thần kỳ quỷ vật có mấy trăm con. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên quỷ kỳ, luyện vào mấy chục vạn con quỷ vật nàng bằng vào này bảo diệt sát qua hợp thể tu sĩ luyện hóa này a à nhiều quỷ vật vương trường sinh không những không giận mà còn cười này xuống phệ hồn kim thiền lại có thể ăn no nê uông như yên không dám khinh thường ngực thủy tịch tỏa sáng lên trói mắt lam quang một đạo dày đặc lam sắc màn nước trống giống hiển hiện bảo vệ toàn thân mấy chục vạn con quỷ vật đồng thời phát ra thê thảm quỷ khóc thanh âm vang vọng phương viên mười mấy vạn dặm uông như yên thân thể như nhũn ra sắc mặt tái nhợt đầu váng mắt hoa, toàn thân khô nóng, hô hấp đều biến rồn dập lên. Vương trường sinh pháp quyết vừa bấm, ngự kim bằng bội sáng rõ, một đạo màn ánh sáng màu vàng trống giống hiển hiện, bao hắn lại cùng uông như yên, uông như yên lúc này mới khá hơn một chút. Mặc dù có kim bằng bội, vương trường sinh cùng uông như yên vẫn còn có chút khó chịu. Diệu đức đại sư căn bản không bị ảnh hưởng, bên ngoài thân Phật quang đại phóng, tràn ra một đạo kim sắc Phật quang, một cái cự đại hóa kim Phật hư ảnh phiêu phù ở trên bầu trời, linh quang lập lòe. Hắn pháp tướng ngưng luyện 7 phần 10, dùng chính là kim đàm sa loại tài liệu này, kim đàm sa so kim cương chi tinh còn phải cao cấp, cho dù là thiên Phật môn nội bộ, cũng không có vài vị Phật tu có thể sử dụng kim đàm sa cô động pháp tướng, loại tài liệu này tương đối chân quý, dùng tới cô động pháp tướng, Phật tu thực lực hội đề cao không ít. Chính vì vậy, Diệu Đức Đại Sư mới dám đơn thương độc mã giết vào trong bầy thú. Diệu Đức Đại Sư, những này quỷ vật giao cho chúng ta xử lý đi. Vương Trường sinh cấp Diệu Đức Đại Sư truyền âm, Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, kim Phật hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu vàng óng ánh đại thủ xuất hiện tại váy đen thiếu phụ đỉnh đầu, còn không có rơi xuống, một trận vang dội phản âm vang lên, đồng thời một cỗ cường đại áp lực đối diện chụp xuống. Váy đen thiếu phụ bên ngoài thân hắc quang đại phóng, một cỗ hắc sắc hào quang bao phủ mà xuất, bao lại kim sắc đại thủ, nhưng nó vô pháp rơi xuống. Một đạo hắc quang từ trên người nàng bay ra, Hóa thành một cái cửa đại hóa lệ quỷ hư ảnh, lệ quỷ hư ảnh có cao hơn trăm trường, gần phân nửa thân thể hắc quang lấp lóe không ngừng. Kim sắc đại thủ linh quang phóng đại, hắc sắc hào quang chia năm xẻ bảy, lệ quỷ hư ảnh há mồm phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, đón lấy kim sắc đại thủ. Ầm ầm một tiếng, kim sắc đại thủ đem hắc sắc quỷ hỏa vỗ nát bấy, thẳng đến lệ quỷ hư ảnh mà đi, lệ quỷ hư ảnh hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy, kéo lại kim sắc đại thủ. Kim sắc đại thủ bị hắc sắc quỷ hỏa che mất chậm rãi tán loạn không thấy. Một cỗ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào lệ quỷ hư ảnh trên thân, bốc lên một làn khói xanh. Váy đen thiếu phụ pháp quyết vừa bấm, lệ quỷ hư ảnh bên ngoài thân ô quang đại phóng, kim sắc hỏa diễm tán loạn không thấy. Diệu Đức đại sư nhướng mày, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện, đối phó quỷ vật mọi việc đều thuận lợi thần thông, thế mà bị quỷ vật khắc chế. Đối phương pháp tướng vật liệu có vấn đề, Minh Hà chi thủy Vương Trường sinh sắc mặt trầm xuống, phái đen thiếu phụ thế mà dùng minh hà chi thủy cô động pháp tướng, như thế vượt quá vương trường sinh dự kiến. Diệu Đức Đại Sư, nàng pháp tướng là dùng minh hà chi thủy cô động, phải dùng chân chính Phật môn linh diễm mới có thể phá hủy nó pháp tướng. Vương trường sinh truyền âm nói, lúc này, mấy chục vạn con quỷ vật đánh tới, không ngừng phát ra chói tai quỷ khóc tiếng. Vương trường sinh tay phải vừa nhấc một đạo hắc quang bay ra, rõ ràng là một viên hắc sắc ngọc tỷ, ngọc tỷ bên ngoài có thể nhìn thấy không ít quỷ vật hư ảnh vạn quỷ tì trung phẩm thông thiên linh bảo vương gia tu sĩ những năm này bắt được một phần quỷ vật đều thu nhập vạn quỷ tì bên trong bất quá cao dài quỷ vật cũng không nhiều phệ hồn kim thiền ứng phó mấy cái luyện hư kỳ quỷ vật không có vấn đề mấy chục vạn con quỷ vật bọn chúng tự không có biện pháp vương trường sinh pháp quyết vừa bấm vạn quỷ tì sáng lên trướng mắt ô quang hình thể tăng vọt đồng thời phun ra một cỗ hắc sắc hào quang chụp vào đánh tới quỷ vật vạn quỷ tì món bảo vật này làm sao lại trên tay ngươi Váy đen thiếu phụ kinh ngạc nói, nghe nó ngôn ngữ, nàng hiển nhiên nhận ra món bảo vật này. Nàng biết món bảo vật này lợi hại, liền muốn khống chế quỷ vật tránh đi, một tiếng vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, váy đen thiếu phụ đầu váng mắt hoa. Nàng đều chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là những cái kia quỷ vật, đê dài quỷ vật trực tiếp hét thảm một tiếng, bốc lên từng đợt khói xanh, hóa thành từng khỏa âm châu. Cao dài quỷ vật bị chấn ngất đi, bị hắc sắc hào quang bao lại, thu nhập vạn quỷ tì bên trong. Mười mấy vạn con quỷ vật bị vạn quỷ tỳ lấy đi, thiên quỷ kỳ linh quang biến ảm đạm xuống, váy đen thiếu phụ sắc mặt trở nên rất khó coi. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một đạo vang vọng đất trời phản âm vang lên, một cái kim quang lóng lánh vạn tự phù bay tới, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới. Váy đen thiếu phụ cánh tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hướng về vạn tự phù vỗ tới. Hắc quang lóe lên, một đầu hắc mông mông quỷ chảo trống rỗng xuất hiện, quỷ chảo trên quấn quanh lấy hắc sắc quỷ hỏa, nghìn đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Tự Phù đem hắc sắc quỷ trảo vỗ nát bấy, nhân cơ hội này, Vái đen thiếu phụ hóa thành một trận âm phong, theo biến mất tại chỗ không thấy. Vạn Tự Phù nện ở một tòa núi nhỏ lên, tiểu sơn lập tức chia năm xẻ bảy, lực phá hoại kinh người. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, diệu đức đại sư thực lực còn tại hắn dự liệu phía trên. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên quay người, một đạo hắc ảnh trống giống hiển hiện, rõ ràng là một đầu cao hơn 10 triệu lệ quỷ mặt xanh nanh vàng, trên đầu có một cây huyết sắc độc giác, trên thân mọc đầy lông bầm màu đen, sau lưng mọc lên một đôi hắc sắc cánh chim. Hợp thể kỳ quỷ vật, Khương Phong nhìn thấy chính là cái này quỷ vật, bất quá hắn tu vi thấp, không dám tới gần quan sát, chỉ biết là vùng này có hợp thể kỳ quỷ vật. Lệ quỷ vừa hiện thân, phụ cận hư không dập dờn suốt một trận gợn sóng. Hai cánh tay của nó khẽ động, đánh tới hướng vương trường sinh. Vương trường sinh cánh tay phải sáng lên trướng mắt lam sắc hào quang, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời mi tâm hiện ra một khỏa lam sắc trong mắt, chính là lưu ly chân đồng. Lưu ly chân đồng phóng xuất ra lưu ly thần quang, đánh vào lệ quỷ trên thân. PS, người ở trong nước, tháng này làm việc và nghỉ ngơi loạn, một lát điều không đến, thời gian đổi mới là rất muộn, ta tranh thủ điều chỉnh xong, gần nhất giấc ngủ kém, ban đêm phấn khởi ngủ không được, ban ngày mệt dã rời. Chương 2756, Diệt quỷ, Nan, chương 2757, Vương Du Hâm, Kim Giao lĩnh là vương gia tại nội lục cứ điểm chi nhất liên nguyên ngàn vạn dặm có một cái hơn trăm dặm dài lục giai linh mạch linh khí tràn đầy. Tại đây đã từng là Bắc Minh gia địa bàn Bắc Minh gia bị diệt phía sau Kim Giao lĩnh rơi vào thế lực khác trên tay nhiều lần trằn trọc Kim Giao lĩnh hiện tại là vương gia địa bàn vương gia ở chỗ này đồn trú hơn ngàn danh tu sĩ gieo trồng thiết mộc cùng linh dược vương tông lãng vương lập hách phụ trách tỏa trấn nơi đây gia tộc tiểu bối đã trưởng thành gánh chịu trách nhiệm nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, kỳ hoa dị thảo, gồm nước hành lang, đình đài lầu các. Vương Lập Hách tọa tại thạch đình bên trong, một tên khuôn mặt trắng noãn nam tử trung niên ngay tại hướng Vương Lập Hách báo cáo tình huống. Ước thúc hào tộc nhân, không có gì tất yếu, không muốn cùng thiên cơ phái phát sinh xung đột chính diện. Vương Lập Hách sẵn dò, biểu lộ ngưng trọng, thiên cơ phái từ thiên cơ thần quân sáng tạo, lấy khôi lối cơ quan thuật nghe tiếng huyền linh đại lục, truyền thừa hơn 7 vạn năm, đỉnh phong thời kỳ có 6 vị hợp thể tu sĩ. Danh tiếng không hai. Thiên Cơ phái tao ngộ mấy trận đại nạn, hợp thể tu sĩ hoặc là chết tại đại thiên kiếp dưới, hoặc là bị dị tộc giết chết. Vài ngàn năm trước, Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ phái lần nữa chấn hưng, phát triển không ngừng. Vương gia tại vùng này lực ảnh hưởng xa không bằng Thiên Cơ phái, không có gì tất yếu, tự nhiên không cần thiết trêu chọc Thiên Cơ phái. Một núi không thể chứa hai hổ, vương gia ở chỗ này thành lập cứ điểm, tự nhiên đè ép thế lực khác không gian sinh tồn, thời gian dài khó tránh khỏi cùng thiên cơ phái phát sinh ma sát. Hảo tại thiên cơ phái cùng vương gia bảo trì khắc chế, tiểu bối tranh đấu cũng bị hạn chế tại nhất định phạm vi. Là, lập hách lão tổ, nam tử trung niên miệng đầy đáp ứng. Đúng rồi, du hâm đây, vương lập hách nghĩ lên cái gì, thuận miệng hỏi. Vương du hâm là vương mưu xâm hậu nhân, kim hỏa song linh căn, phía trước tu luyện phần thiên đao kinh, hiện tại đổi thu bát hoang lục ma chảm linh kinh. Gia tộc có hơn 10 vạn danh tộc nhân, liễu hồng tuyết luyện chế ra cửu long đan phía sau, Gia tộc tư chất không tệ tộc nhân gia tăng mãnh liệt, song linh căn tộc nhân cũng không dưới 30 vị, Vương Mưu Sâm hậu nhân bên trong tựu có 4 tên song linh căn, hắn tương đối coi trọng Vương Du Hâm. Hắn kể tại hóa thần trung kỳ nhiều năm, cùng Du Vân mấy người đi lôi Cưu Sơn mạch săn giết yêu thú, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Nam tử trung niên giải thích nói, "Biết, ngươi xuống dưới mau lên." Vương Lập Hách gật gật đầu, nhưng nam tử trung niên đi xuống. Lôi Cưu Sơn mạch liên nguyên tiền vạn dặm, tại đây xuất hiện qua hai cái lục giai kim lôi cưu làm hại một phương thiên cơ phái luyện hư tu sĩ xuất thủ tiêu diệt kim lôi cưu nơi đây yêu thú tài nguyên phong phú hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến này săn giết yêu thú lôi cưu sơn mạch chỗ sâu một cái hẹp dài tiểu sơn cốc chuyển ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng đất rung núi chuyển một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên một đầu toàn thân màu xanh cự kiêu theo cốc nội bay ra bên ngoài thân máu me đầm đìa đại lượng lông vũ rụng xuống màu xanh cự kiêu vỗ cánh hóa thành một đạo thanh mông mông gió lốc, hướng về nơi xa bao phủ mà đi. Nó vừa bay ra hơn 10 dặm, một đạo màu đỏ vàng đao khí theo cốc nội bay ra, thẳng đến màu xanh cực kiêu mà đi. Màu đỏ vàng đao khí có mấy trăm trượng dài, những nơi đi qua, vài chục tòa ngọn núi nhỏ tựa một phân thành hai, bụi mù cuồn cuộn. Màu đỏ vàng đao khí tốc độ rất nhanh, vài cái chấp động tự xuất hiện tại màu xanh cực kiêu trước mặt. Màu xanh cực kiêu há mồm phun ra một đạo thanh quang, đồng thời cánh hung hăng một cái, một đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, đón lấy màu đỏ vàng đao khí. Thanh quang cũng tốt, màu xanh gió lốc cũng được, căn bản ngăn không được màu đỏ vàng đao khí. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên phía sau, màu đỏ vàng đao khí đem màu xanh cự kiêu chém thành hai nửa, một đầu mini thanh kiêu vừa mới ly thể, một đầu hoàng quang lấp lóe hổ lô từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang, bao lại mini thanh kiêu, cuốn vào hổ lô màu vàng bên trong không thấy tứ nam một nữ năm tên tu sĩ theo cốc nội bay ra, cầm đầu là một tên thân hình cao lớn hồng y thanh niên. Hồng y thanh niên mày kiếm mắt sáng, trên tay cầm một cái màu đỏ vàng trường đao, trên thân đao có một chút hỏa diễm bản linh văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Du Hâm, hóa thần trung kỳ, ngũ giai luyện khí sư, hắn còn là một tên đao tu. Nếu không phải kẻ tại bình cảnh, lấy tư chất của hắn cùng thân Phật, không cần đến nơi đây săn giết yêu thú. Một tên mặt tròn mắt to váy vàng thiếu nữ đứng tại vương du hâm bên người, làn da tuyết trắng, hàng vạn con ngân sao trùng vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Vương Du Vân, hóa thần trung kỳ, nàng tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Cuối cùng là giải quyết này yêu, kém chút bị nó chạy. Vương Du Vân vẻ mặt tươi cười, Vương Du Hâm gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, xa xa mặt đất nâng lên một cái đống đất, một cái toàn thân bạch sắc con trồn nhỏ theo lòng đất chui ra, bạch sắc con trồn nhỏ bên ngoài thân máu me đầm đìa, có thương thích trong người. Tuyết Vân trồn, Vương Du Hâm hứng thú, tuyết phân trồn khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm linh dược, tính tình dịu dàng ngoan ngoán, có thủ nữ tu sĩ yêu thích, lấy ra tặng người không thể thích hợp hơn. Trước mắt cái này Thuyết phân trồn là ngũ giai hạ phẩm, nó phát giác không thích hợp, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất. Đuổi theo, đừng để nó chạy, vương du hâm vội vàng thu hồi màu xanh cự kiêu thi thể, vương du vân thi triển thổ độn thuật, mang theo bọn hắn đuổi theo. Lòng đất ngàn trượng dưới, một cái thổ hoàng sắc màn sáng bao hắn lại nhóm năm người, vương du hâm thần thức khóa chặt tuyết phân trồn, tuyết phân trồn ngay tại ngoài trăm dặm. Tăng thêm tốc độ, ta muốn bắt sống này yêu đưa cho như ý. Vương du hâm thúc giục nói, hắn ngay tại truy cầu một vị tu tiên gia tộc nữ tu sĩ. Vương du vân pháp quyết vừa bấm, tăng nhanh độn tốc. Tuyết phân trồn đi sâu trong lòng đất di động, tốc độ rất nhanh. Ba ngàn trượng, năm nghìn trượng, vạn trượng, vương du hâm năm người theo đuổi không bỏ. Hơn một canh giờ phía sau, vương du hâm kinh ngạc phát hiện, tuyết vân trồn hư không tiêu thất, thần trí của hắn dò xét không đến tuyết vân trồn khí tức, như thế cổ quái. Hoặc là tuyết vân trồn nắm giữ cái khác độn thuật, trong nháy mắt thoát ra hơn nghìn dặm, hoặc là tuyết vân trồn đã trốn vào không gian bên trong, lại hoặc là bị tu sĩ khác thu nhập linh thú trạc. Chẳng nhẽ tại đây có bí cảnh, vương du hâm nghi ngờ nói, lật tay lấy ra một quả hồng quang lấp lóe viên châu, rót vào pháp lực. Không sắc viên châu tách ra chướng mắt hồng quang, vương du hâm mượn nhờ bảo vật, quan sát trước mặt, không có phát hiện bí cảnh hoặc là không gian lối vào, ngược lại là phát hiện tuyết phân trồn. Tuyết phân trồn cách bọn họ không đến 50 dặm, khoảng cách gần như thế, thần trí của hắn thế mà vô pháp dò xét đến tuyết phân trồn tồn tại, như thế kỳ quái. Chẳng nhẽ tại đây có cái gì đặc thù kim trúc khoáng mạch, hoặc là trận pháp, tuyết phân trồn độn tốc tăng tốc, chạy trốn tới địa hạ hơn 10 vạn trượng địa phương phía sau, nó vô pháp tiếp tục hạ xuống, giống như đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Nhân cơ hội này, Vương Du Vân tăng nhanh độn tốc, bọn hắn năm người nhao nhao xuất thủ, công kích Tuyết Vân Trồn. Tuyết Vân Trồn bất quá ngũ giai hạ phẩm, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không lâu lắm, Tuyết Vân Trồn tự bị bọn hắn bắt sống, Vương Du Hâm đem Tuyết Vân Trồn thu nhập Thiên Yêu Túi, Thiên Yêu Túi là chuyên môn dùng để chứa đựng còn không có thuần hóa linh thú linh cầm. Tại đây khả năng có đặc thù khoáng mạch hoặc là trận pháp. Thần trí của chúng ta ở chỗ này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vương Du Hâm nhíu mày nói,